Hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. Chương 921, Lý Minh Hiên quỷ dị. Sau khi Hạ Thiên quay về thì Lãnh Băng Băng hầu như không quan tâm đến vụ án này, nhưng điều này không có nghĩa là nàng chẳng muốn phá án, nàng vẫn muốn tìm hung thủ đứng phía sau. Không phải nàng muốn tìm về lý lẽ cho tên ăn mày và đám vệ sĩ, nàng muốn loại trừ uy hiếp cho đàn ông của mình. Người kia ở đâu? Lãnh Băng Băng lập tức hỏi, chuyện của Lãnh Hồng Bác bị nàng vứt sang một bên. Cục trưởng, tôi đã sắp xếp hắn ở phòng thẩm vấn số 1, chị mau ra xem thế nào. Đồng Giang trả lời. Lãnh Băng Băng không nói gì, nàng dùng hành động thực tế trả lời Đồng Giang, nàng đứng lên rời khỏi phòng làm việc đi về phía phòng thẩm vấn số 1. Lãnh Băng Băng nhanh chóng đi vào phòng thẩm vấn, Đồng Giang cũng theo phía xua, sau đó hắn chỉ vào một người đàn ông đang ngồi bên cạnh bàn thẩm vấn rồi khẽ nói. Cục trưởng, là hắn. Người đàn ông này hơi hói, đầu cúi thấp, không thấy rõ tướng mạo. Người này râu khá rậm, ăn mặc phong phanh, dưới thời tiết như thế này thì ăn mặc như vậy là rất ít. Lãnh Băng Băng nhíu mày, người này làm nàng sinh ra cảm giác chán nản. Tôi là Lãnh Băng Băng. Lãnh Băng Băng đi đến bên cạnh bàn thẩm vấn, nàng ngồi xuống đối diện với tên đàn ông, sau đó nàng tiếp tục hỏi. Nghe nói anh biết vụ án về vụ nổ ở trường Giang Đại Phụ. Tuy Lãnh Băng Băng có chút nghi ngờ người này thật sự chẳng biết gì về vụ nổ kia, có lẽ chỉ là không có việc gì đến đây tìm thú vui, nhưng nàng cũng không muốn buông tha tất cả khả năng, vì vậy dùng giọng chân thành hỏi. Đúng vậy, tôi biết rõ. Người đàn ông trả lời nhưng kỳ quái là không chịu ngẩng đầu. Anh biết đầu mối gì, bây giờ có thể nói với tôi, nếu là sự thật thì cục công an chúng tôi sẽ ban thưởng. Lãnh Băng Băng mở miệng nói, đồng thời nhíu mày. Anh tên gì? Có thể cho tôi xem xét chứng minh thư được không? Tôi biết ai đặt bom trên người tên ăn mày kia. Người đàn ông tiếp tục trả lời, nhưng hắn không trả lời vấn đề của Lãnh Băng Băng. Là ai? Lãnh Băng Băng hỏi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chẳng biết vì sao Lãnh Băng Băng cảm thấy có gì đó là lạ, nàng nói thêm. Anh ngẩng đầu lên trước, cúi đầu mãi làm gì? Mặt tôi rất khó nhìn. Tôi sợ ngẩng đầu lên sẽ làm cảnh sát sợ. Người đàn ông vẫn không ngẩng đầu, sau đó hắn di chuyển chủ đề. Cô không muốn biết ai muốn nổ chết Phương Tiểu Nha sao? Anh thật sự biết ai đặt bom? Lãnh Băng Băng nhíu mày, lúc này nàng đã bắt đầu có chút tin tưởng người này biết rõ vài phần về vụ án, ít nhất thì trên tin tức báo chí cũng chưa từng công khai cái tên Vương Tiểu Nha. Tất nhiên tôi biết rõ. Giọng điệu của người đàn ông có chút cổ quái. Vì tôi là người đặt bom. Người đàn ông vừa nói dứt lời thì đột nhiên ngẩng đầu, hai tay vỗ lên bàn. Một tiếng ầm vang lên, bàn thẩm vấn sụp đổ, tên đàn ông cũng bắn người lên đá mạnh về phía Lãnh Băng Băng, tốc độ ra chân cực nhanh, khí thế mạnh mẽ. Dù tên đàn ông kia tập kích cực nhanh nhưng đối với Lãnh Băng Băng cũng không có vấn đề gì, nàng dùng tốc độ như chớp để phóng lên, đầu tiên là lóe người tránh qua, sau đó tung ra một đấm rồi hừ lạnh. Hèn gì giấu đầu lộ đuôi. Thì ra là anh. Dù người này để râu ria xồm xoàm, nhìn qua lại có vẻ tiều tụy, nếu so sánh ra lại có nhiều biến đổi với năm xưa, nhưng Lãnh Băng Băng chỉ cần liếc mắt đã nhận ra đối phương. Người này là Lý Minh Hiên, là Lý Minh Hiên đã từng phóng đến tận nhà định bắt nàng đi và đả thương Hạ Thiên. Nhưng Lãnh Băng Băng cũng rất mê hoặc, theo nàng được biết thì Lý Minh Hiên đã bị Hạ Thiên đánh cho tàn phế, căn bản còn chưa khôi phục. Hơn nữa nàng cũng biết Lý gia ở thủ đô đã biến mất. Những nhân vật quan trọng của Lý gia ở thủ đô hoặc là chết hoặc bị tống giam, vì sao Lý Minh Hiên không có vấn đề gì, hơn nữa lại đến tìm được nàng. Người đâu, đến đây mau. Đồng Giang lúc này cực kỳ sợ hãi, hắn đã rút súng nhưng không dám ra tay vì sợ bắn nhầm vào Lãnh Băng Băng. Nếu là trước kia thì Lãnh Băng Băng thật sự không phải là đối thủ của Lý Minh Hiên, nhưng bây giờ năng lực chiến đấu của nàng đã khác biệt một trời một vực. Dưới sự bồi dưỡng của Hạ Thiên, năng lực chiến đấu của nàng đã tăng lên cực mạnh, dù gặp phải Lý Minh Hiên thì nàng cũng không bối rối. Sự thật chứng minh Lãnh Băng Băng cũng không bối rối, bây giờ nàng hoàn toàn có thực lực bình tĩnh đối mặt nguy hiểm. Nàng tung ra một đấm trúng vai Lý Minh Hiên, làm đối phương liên tiếp lui về phía sau, mãi đến khi dựa vào tường phòng thẩm vấn mới dừng lại. Lãnh Băng Băng, xem ra Hạ Thiên đã bỏ ra nhiều tiền vốn trên người cô, không ngờ bây giờ cô hùng mạnh như vậy. Lý Minh Hiên dùng ánh mắt độc ác nhìn Lãnh Băng Băng. Mọi chuyện đến với tôi cũng chỉ phát sinh từ cô, tôi làm hại Lý gia tan cửa nát nhà, hôm nay chúng ta kết thúc ân oán. Đùng đùng.
hai tiếng súng vang lên, toàn bộ phân cục công an quận Đông chấn động. Người nổ súng không phải là ai khác mà chính là Đồng Giang, trước đó hắn không dám nổ súng vì sợ Ngộ Thương Lãnh Băng Băng, nhưng bây giờ Lý Minh Hiên vì nói chuyện mà không có thời gian ra tay, đã giữ khoảng cách nhất định với Lãnh Băng Băng, nổ súng sẽ không phát sinh vấn đề. Tất nhiên Đồng Giang nổ súng xem như có chừng mực, cũng không có ý muốn bắn chết Lý Minh Hiên, hai phát súng đều chĩa vào đùi. Hắn thấy chỉ cần Lý Minh Hiên mất đi năng lực hành động là được. Nhưng Đồng Giang lập tức phát hiện sự việc không đúng, hai phát súng của hắn đều trúng đùi Lý Minh Hiên, nhưng đối phương vẫn đứng yên, không chút phản ứng. Không, Lý Minh Hiên có phản ứng, hắn đột nhiên quay đầu nhìn Đồng Giang, một giây sau hắn đánh về phía Đồng Giang, chỉ sau khoảnh khắc đã có một đấm phóng đến trước mặt Đồng Giang. Trong lúc kinh hoàng thì Đồng Giang không quên bắn vài phát súng liên tiếp, mãi đến khi hết đạn nhưng không thể cản Lý Minh Hiên. Nắm đấm dần lớn trong mắt Đồng Giang, sắp trúng đầu hắn. Lý Minh Hiên trúng đạn mà không việc gì cũng làm cho Lãnh Băng Băng lắp bắp kinh hãi, vì vậy nàng có hai giây ngây người, nhưng sau đó lập tức kịp phản ứng. Nàng giẫm phiêu miểu bộ, dùng tốc độ quỷ dị xuất hiện bên cạnh Đồng Giang, sau đó nhanh chóng đấm trúng nắm đấm của Lý Minh Hiên, đánh cho đối phương lộn một vòng trên không. Sau đó nàng nhấc chân đá lên người đối phương, một đá đánh văng Lý Minh Hiên ra khỏi phòng thẩm vấn, ngã lăn bên ngoài. Tránh hết ra. Lãnh Băng Băng nhanh chóng đuổi theo và hét lớn. Chương 922, chọn xong chỗ táng thân. Tiếng hét trước đó và tiếng súng của Đồng Giang đã đưa đến không ít người, bọn họ thấy Lý Minh Hiên đã ngã trên mặt đất, chuẩn bị tiến lên bắt lấy, nhưng sau khi nghe âm thanh của Lãnh Băng Băng thì những người muốn phóng qua đã vội vàng quay về. Đây rõ ràng là lựa chọn sáng suốt với bọn họ, thực tế Lý Minh Hiên đã trúng vài phát đạn đã nhảy dựng lên, bộ dạng tuyệt đối không giống như người bị thương. Gặp quỷ, người này thành quái vật rồi sao? Trong lòng Lãnh Băng Băng có cảm giác bất an, với năng lực của nàng bây giờ thì né đạn không thành vấn đề, nàng cũng biết Hạ Thiên có thể đơn giản né đạn, nhưng né đạn cũng không phải là đạn bắn trúng mà không chết. Nàng không biết Hạ Thiên có thể chống đỡ được đạn hay không, nhưng nàng cảm thấy mình bây giờ không thể làm được như vậy, nhưng tên Lý Minh Hiên vốn đã tàn phế này sau khi khôi phục lại bình thường thì giống như không sợ đạn, điều này quá quỷ dị. Lãnh Băng Băng, tôi đánh giá thấp cô rồi. Trong mắt Lý Minh Hiên chợt giống như bùng lên ngọn lửa thiêu đốt. Nhưng, dù cô lợi hại thì cũng không giết được tôi, hôm nay nhất định là ngày tử của cô. Dù hai lần liên tục bị Lãnh Băng Băng đánh trúng nhưng Lý Minh Hiên không có tính toán lùi bước, hắn nói xong câu đó thì lại phóng về phía Lãnh Băng Băng. Lúc này tốc độ tấn công của hắn đã nhanh lên rất nhiều, nhưng lại mất đi tính kết cấu. Dù bây giờ tính công kích không có kết cấu như vừa rồi, nhưng tính chất phá hủy lại mạnh mẽ hơn, vì lúc này Lý Minh Hiên chọn một phương án lưỡng bại câu thương. Hắn không lùi bước trước những đòn tấn công của Lãnh Băng Băng, thậm chí còn chủ động chào đón, có nhiều lần còn muốn ôm Lãnh Băng Băng, nhưng thân pháp của nàng là rất nhanh, không cho đối phương thành công. Nàng có nhiều lần đánh bay Lý Minh Hiên, ra tay cũng ngày càng nặng, mục tiêu ra tay cũng là những bộ vị yếu hại của Lý Minh Hiên. Trước đó nàng còn muốn bắt sống Lý Minh Hiên, nhưng bây giờ nàng đã không còn muốn hạ thủ lưu tình. Đám người vây xem càng lúc càng nhiều, ai cũng trợn mắt há mồm, mãi đến lúc này bọn họ mới biết vị cảnh sát Lãnh Băng Băng nổi danh thành phố Giang Hải cũng không phải chỉ có danh tiếng không không, nàng thật sự không phải mạnh mẽ như bình thường. Lý Minh Hiên là một người đàn ông, hơn nữa là một tên đàn ông thân thủ cực mạnh và hình như còn không sợ súng, rõ ràng đã nhiều lần bị Lãnh Băng Băng đánh bay, tốc độ của nàng cũng làm cho đám người vây xem phải mở rộng tầm mắt. Vài phút trôi qua, mỗi người đều tin Lãnh Băng Băng không những luận về tướng mạo và dáng người sẽ là nữ cảnh sát đệ nhất thành phố Giang Hải, đồng thời thân thủ cũng là nữ cảnh sát đệ nhất. Không, phải là đệ nhất Giang Hải, phóng mắt toàn thành phố Giang Hải, khẳng định không có một cảnh sát nào lợi hại như Lãnh Băng Băng. Nhưng dù Lãnh Băng Băng bây giờ chiếm thượng phong tuyệt đối, nhưng tình huống cũng không tươi đẹp như vậy, vì Lý Minh Hiên đã bị đánh bay nhiều lần nhưng vẫn không hao tổn gì. Dù Lãnh Băng Băng đánh trúng đầu thì hắn vẫn không có bất kỳ thương tổn gì. Lý Minh Hiên này giống hệt như những kẻ có kim cương bất hoại trong truyền thuyết võ hiệp. Lãnh tiểu thư. Một âm thanh truyền đến, rõ ràng có chút lo lắng, đây chính là một vệ sĩ âm thầm đi theo Lãnh Băng Băng. Dù sao bọn họ cũng không đi theo bên cạnh Lãnh Băng Băng, vì vậy sự việc phát sinh được một lúc thì bọn họ mới phát hiện ra tình huống không đúng, bọn họ nhanh chóng đi đến hiện trường, căn bản không giúp được gì. Mau thông báo cho Hạ Thiên. Lãnh Băng Băng nhanh chóng nói một câu. Lý Minh Hiên này quá quỷ dị, nàng căn bản không có kế sách đối phó, chỉ có thể trông cậy vào chồng. Lãnh tiểu thư,
chúng tôi đã thông báo cho Hạ tiên sinh, anh ấy sẽ đến ngay. Tên vệ sĩ vội vàng trả lời, bọn họ đều được nói rõ, nếu phát hiện ra tình huống bất thường thì phải thông báo ngay cho Hạ Thiên, vì vậy sự việc vừa xảy ra thì bọn họ đã lập tức điện thoại thông báo. Nghe nói Hạ Thiên sẽ lập tức chạy đến thì Lãnh Băng Băng cũng an tâm hơn, nàng biết rõ, với tốc độ của Hạ Thiên thì đến đây chỉ mất vài phút, nàng chỉ cần kéo giãn chú thời gian là được. Đúng lúc này Lý Minh Hiên lại đánh về phía Lãnh Băng Băng, Lãnh Băng Băng cũng tung một quyền vào giữa ngực đối phương. Lý Minh Hiên lại bị đánh bay một lần nữa, nhưng lúc này có sự khác biệt, Lý Minh Hiên đột nhiên chuyển hướng giữa không trung, hắn phóng về phía đám người đứng xem. Á, á, vài tiếng hô thảm thiết vang lên, vài cảnh sát ngã xuống, mà Lý Minh Hiên dùng tốc độ cực nhanh chạy đi. Không xong, hắn muốn trốn. Lãnh Băng Băng lập tức hiểu ra vấn đề, rõ ràng Lý Minh Hiên biết Hạ Thiên sắp đến, hắn sợ nên chọn phương án bỏ chạy. Tôi đuổi theo hắn. Các người ở đây chờ Hạ Thiên, đợi đến khi Hạ Thiên đến, cậu ấy sẽ biết tìm tôi ở đâu. Lãnh Băng Băng nhanh chóng nói vài lời với đám vệ sĩ, sau đó nàng đuổi theo Lý Minh Hiên. Bọn họ cảm thấy cần phải đuổi theo Lý Minh Hiên, nếu không với năng lực quỷ dị của người này sẽ cực kỳ nguy hiểm với thị dân bình thường hay bất kỳ người nào ở bên cạnh Hạ Thiên, vì vậy nàng không thể để cho Lý Minh Hiên chạy trốn như vậy được. Lý Minh Hiên đánh bị thương vài cảnh sát, lúc này cũng không còn ai đứng ra ngăn cản. Vì vậy hắn nhanh chóng chạy ra khỏi cục cảnh sát. Tuy tốc độ của hắn rất nhanh nhưng Lãnh Băng Băng cũng không chậm, thậm chí còn nhanh hơn cả Lý Minh Hiên. Vì vậy mà khi bắt đầu đuổi theo thì Lý Minh Hiên đã chạy ra xa vài trăm mét, nhưng một lúc sau thì tốc độ giữa cả hai chỉ chưa đầy 100 mét. Lãnh Băng Băng lại ra tốc, nàng kéo gần khoảng cách với Lý Minh Hiên. Nhưng lúc này Lý Minh Hiên lại tăng tốc, tuy tốc độ vẫn còn chậm hơn một chút so với Lãnh Băng Băng nhưng cũng không quá rõ ràng. Vì vậy Lãnh Băng Băng chạy theo vài phút thì khoảng cách giữa hai người chỉ còn 50 thước. Lý Minh Hiên hốt hoảng và chạy vào trong một con hẻm nhỏ, nhưng hắn nhanh chóng phát hiện đây là hẻm cụt, vì vậy hắn chạy thêm vài trăm mét và không thể không dừng lại. Hắn dừng lại thì tất nhiên Lãnh Băng Băng sẽ đuổi kịp. Lý Minh Hiên, hết chỗ chạy rồi sao? Lãnh Băng Băng khẽ hừ một tiếng. Nếu đã sợ chết thì đừng đến Giang Hải quấy rối. Sợ chết sao? Lý Minh Hiên cười ha hả. Lãnh Băng Băng, cô cho rằng tôi thật sự sợ chết sao? Tôi đã trắng tay, cô nghĩ rằng tôi còn sợ chết. Lý Minh Hiên cười càng điên cuồng. Vì tôi mà Lý gia ở thủ đô hầu như đã hoàn toàn diệt vong, vì cô, chính là Lãnh Băng Băng cô đã hại Lý gia chúng tôi đắc tội với người, tôi sở dĩ còn sống là muốn giết cô. Lãnh Băng Băng, nơi đây chính là chỗ táng thân của cô, ha 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 ha. Đùng. Một tiếng nổ dữ dội vang lên lấn át tiếng cười điên cuồng của Lý Minh Hiên. Chương 923, đầu giống như nổ tung. Con hẻm này cũng không rộng, hai bên đều là nhà dân tương đối cũ, vụ nổ mạnh làm cho nhà cửa hai bên đổ sụp xuống, tất nhiên hiện trường chỉ còn là một đống bề bộn. Ha 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 ha, một người từ trong đống đổ nát bò ra, hắn vẫn cười điên cuồng, người này tất nhiên là Lý Minh Hiên, vụ nổ vừa rồi giống như không tạo nên bất kỳ thương tổn nào với hắn. Lãnh Băng Băng ơi là Lãnh Băng Băng, cô thật sự cho rằng Lý Minh Hiên ta sẽ bị Hạ Thiên dọa cho bỏ chạy sao? Tôi đã sớm nghĩ kỹ biện pháp đối phó với cô, nếu không thể giết cô ở đồn cảnh sát thì sẽ dụ đến đây để nổ chết. Tôi muốn đưa bom vào cục cảnh sát là không dễ dàng, nhưng gài bom ở chỗ này chẳng phải rất dễ sao? Lý Minh Hiên có chút đắc ý. Đáng tiếc, cô không nghe được những điều này, đúng là đáng tiếc. Lý Minh Hiên có chút đắc ý, còn có chút điên cuồng. Hạ Thiên, thằng khốn nạn, vì con khốn Lãnh Băng Băng này mà biến tao thành tàn phế, còn hại Lý gia chúng tao nát cửa tan nhà, bây giờ ông nổ chết con đàn bà của mày, để mày xuống địa ngục mà khóc cho nó, ha ha ha. Ngu ngốc, một âm thanh đột nhiên truyền vào tai Lý Minh Hiên. Lý Minh Hiên đang cười như điên chợt khựng lại, lúc này trong tầm mắt của hắn chợt xuất hiện một hình bóng quen thuộc. Không, nếu nói một cách nghiêm khắc thì hai người này đều rất quen thuộc với hắn, người vừa mở miệng là Hạ Thiên. Lúc này Hạ Thiên còn ôm một người phụ nữ mặc đồng phục cảnh sát cực kỳ nóng bỏng, đó chính là Lãnh Băng Băng mà Lý Minh Hiên tưởng rằng đã bị nổ chết. Không, không thể nào. Lý Minh Hiên nhìn Lãnh Băng Băng với ánh mắt tràn đầy khó tin, hắn điên cuồng giống lên. Sao cô không chết, bom nổ ngay bên cạnh, sao có thể sống được? Ngu quá, vợ anh tất nhiên sẽ không chết. Hạ Thiên dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Lý Minh Hiên. Chú ngu ngốc không phải đã tàn phế rồi sao? Bây giờ sao lại đi đứng được rồi? Nhưng không sao, lần này anh trực tiếp xử lý chú,
cho chú xuống địa ngục. Cẩn thận một chút, người này có chút cổ quái, hắn không sợ đạn, hình như đao thương bất nhập. Không đúng, không thể nói là đao thương bất nhập, đạn vẫn tiến vào trong thân thể nhưng không tạo nên bất kỳ ảnh hưởng gì với hắn. Lãnh Băng Băng nhanh chóng nói, khoảnh khắc khi bom nổ thì nàng cũng lợi dụng tốc độ mà chạy đi, nhưng nàng vẫn cảm nhận được sóng xung kích tràn theo ngay sau lưng. Ngay khi nàng chuẩn bị cứng nhắc đối phó với sóng xung kích thì đột nhiên ở trong một lồng ngực ấm áp quen thuộc, sau đó nàng phát hiện ra mình đã bình an vô sự. Phải không? Hạ Thiên có chút ngạc nhiên. Loại người này trước kia tôi đã gặp qua một lần, trước tiên để xem tên ngốc này có phải giống như đám người kia hay không. Hạ Thiên nói xong những lời này thì đánh về phía Lý Minh Hiên. Chồng, tốt nhất là đừng giết hắn ngay lập tức, hắn biết kẻ chủ mưu trong vụ nổ bom ám sát Phương Tiểu Nha là ai. Lãnh Băng Băng vội vàng hô một câu. Lãnh Băng Băng vừa dứt lời thì Hạ Thiên đã liên tục vỗ 10 trưởng lên người Lý Minh Hiên, trước mặt Hạ Thiên thì Lý Minh Hiên căn bản không có khả năng trả đòn. Nhưng hắn không có tính toán sẽ giết chết Lý Minh Hiên ngay lập tức, vì vậy vỗ ra 10 trưởng và không xuất toàn lực, Lý Minh Hiên vùi người vào trong đống phế tích nhưng căn bản không có vấn đề gì. Thằng ngu này giống hệt như đám người kia. Hạ Thiên vừa tấn công vừa dò xét tình huống cơ thể của Lý Minh Hiên. Vài tháng trước Hạ Thiên từng thiếu chút nữa bị 4 tên quái vật đánh không chết xử lý triệt để, lần đó hắn và Mộc Hàm tiến vào một sân gôn, cả hai cùng gặp nạn, lọt vào trong tập kích của Long Tổ. Lần đó hắn bị thương rất nặng, cũng vì tối hôm đó mà hắn gặp được ám dạ tinh linh Ngải Vi Nhi tiếng tăm lừng lẫy. Bây giờ sự việc đổi rời, Mộc Hàm và Ngải Vi Nhi đều đã là vợ của hắn, nhưng ấn tượng về đêm đó vẫn được hắn ghi khắc rất sâu. Bây giờ Lý Minh Hiên có chút tương tự như 4 con quái vật trước kia, nhưng cũng có chút khác biệt. Nói một cách đơn giản thì Lý Minh Hiên là phiên bản cường hóa của 4 con quái vật kia, tuy đám quái vật kia đánh không chết nhưng vẫn có chỗ thiếu hụt, mà bây giờ Lý Minh Hiên căn bản không có gì thiếu sót. Hạ Thiên, mày có thể đánh thì sao? Mày giết được tao sao? Ha ha ha, mày không giết tao, một ngày nào đó tao sẽ giết mày, tao sẽ giết phụ nữ của mày, sẽ làm cho Lãnh Băng Băng là phụ nữ của tao. Lý Minh Hiên bắt đầu cười như điên, nhưng hắn còn chưa dứt lời thì đã không còn phát ra âm thanh, vì lúc này Hạ Thiên lấy ra một cây ngân châm đâm lên người đối phương vài cái. Lý Minh Hiên căn bản giống như một phế nhân đánh không chết đã té xuống như một phế nhân. Ngu ngốc! Hạ Thiên nhìn Lý Minh Hiên rồi mắng một câu. Nếu không phải Băng Băng nói không giết, anh đã cho chú chết lâu rồi. Hạ Thiên vung tay xách Lý Minh Hiên lên, hắn lóe người đến bên cạnh Lãnh Băng Băng. Băng Băng! Chị nói tên ngốc này biết ai muốn nổ bom giết chết Tiểu Nha sao? Ừ, hắn nói là hắn làm, nhưng tôi vẫn có chút hoài nghi, vì vậy nên mang về thẩm vấn xem thế nào. Lãnh Băng Băng khẽ nói. Hạ Thiên khẽ gật đầu, hắn đang định nói gì đó thì ồ lên một tiếng, hắn cúi đầu nhìn Lý Minh Hiên, sau đó đặt đối phương xuống đất, chính hắn thì ngồi xổm xuống xem xét tình huống. Sao vậy? Lãnh Băng Băng lập tức ý thức được tình huống không đúng, nàng vội vàng mở miệng. Đầu của thằng ngu này hình như đã nổ tung rồi. Hạ Thiên lầm bầm, hắn có chút mê hoặc. Trong đầu hắn hình như có thứ gì đó, giống như một quả bom nhỏ, vừa rồi đột nhiên nổ tung. Tuy hắn tạm thời còn chưa chết nhưng đầu óc đã hư hại, ngay cả tôi cũng không thể chữa tốt, xem ra không thể moi móc từ trong miệng hắn được thứ gì. Sao có thể như vậy? Lãnh Băng Băng rất kinh ngạc. Tôi cũng không biết. Hạ Thiên cũng khó hiểu. Nhưng nếu tên ngốc này đã không còn giá trị, như vậy tôi trực tiếp xử lý hắn, miễn sau này lại hại người. Hạ Thiên nói xong thì đâm một châm lên người Lý Minh Hiên, lúc này Lý Minh Hiên hoàn toàn rời khỏi trần thế, cáo biệt nửa đời huy hoàng. Chồng, tôi sẽ sắp xếp pháp y kiểm tra, như vậy sẽ biết trong đầu hắn có thứ gì. Lãnh Băng Băng khẽ nói, sau khi nàng nói xong thì phát hiện có rất nhiều người tập trung xem náo nhiệt, vì vậy mà vẻ mặt chợt sầu lo. Lý Minh Hiên chết tiệt này ném bom loạn xạ. Cũng không quan tâm đây là chỗ nào, không biết có bao nhiêu người bị chôn vùi đây. Chương 924, Mộc Hàm mê hoặc. Này, Băng Băng, có 3 người bị vùi vào đống đổ nát. Hạ Thiên thuận miệng trả lời một câu. Thật sự có người bị chôn vùi vào bên trong sao? Lãnh Băng Băng lắp bắp kinh hãi, sau đó nàng dùng ánh mắt chờ mong nhìn Hạ Thiên. Chồng, cậu có biện pháp cứu bọn họ ra không? Nhân viên phòng cháy phải một lúc nữa mới đến. Đợi đến khi bọn họ đến nơi thì sợ rằng sẽ không còn kịp. Lãnh Băng Băng biết rõ Hạ Thiên không mấy quan tâm đến chuyện của người khác, nàng sợ hắn không đồng ý nên bổ sung thêm một câu. Chồng, những người này bị tôi làm ảnh hưởng,
nếu bọn họ xảy ra chuyện thì tôi cũng cảm thấy bất an. À, tôi cứu bọn họ ra là được. Hạ Thiên nhanh chóng nói một câu, sau đó hắn bắt đầu hành động, hắn bới đám phế tích và kéo một người ra ngoài. Chưa mất một phút thì hắn đã kéo ra ba người từ trong đống phế tích, sau đó còn đâm ngân châm lên người bọn họ vài cái để điều trị thương thế. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn không muốn những người này mất mạng làm Lãnh Băng Băng mất vui. Hạ tiên sinh, Lãnh tiểu thư. Một âm thanh truyền đến, hai vệ sĩ chạy tới. Trước đó trong bốn tên vệ sĩ có hai ở lại cục cảnh sát chờ Hạ Thiên, hai tên chạy theo Lãnh Băng Băng. Nghe nói nơi này vừa phát sinh vụ nổ lớn, điều này làm hai tên vệ sĩ cảm thấy lo lắng, nhưng khi thấy Lãnh Băng Băng bình yên vô sự, Hạ Thiên cũng đã đến nơi này thì cuối cùng cũng yên lòng. Trước tiên chúng ta phải rời khỏi đây cái đã. Lãnh Băng Băng khẽ nói một câu, đám người vây quanh ngày càng nhiều, nếu không đi ngay bây giờ thì sẽ gặp phiền toái. Hạ Thiên tất nhiên không có ý kiến, hắn và Lãnh Băng Băng nhanh chóng rời khỏi hiện trường, thuận tiện còn mang theo thi thể Lý Minh Hiên. Hai người quay về phân cục quận Đông, Hạ Thiên thuận tiện trị thương cho vài tên cảnh sát. Vài phút sau xe cứu thương chạy đến cục cảnh sát thì phát hiện không có ai cần đi bệnh viện, khi xe cứu hỏa và cứu thương đến hiện trường vụ nổ thì cũng không tìm ra đối tượng cần cấp cứu, nhân viên phòng cháy lại phải thanh lý hiện trường. Lúc này cục cảnh sát có hơi hỗn loạn, chuyện vừa xảy ra làm nhiều cảnh sát không yên, nhưng Lãnh Băng Băng là người trong cuộc, nàng rất tỉnh táo. Tôi đã dặn pháp y nhanh chóng kiểm tra, cố ý kiểm tra đầu của hắn thật kỹ, xem có tìm ra thứ gì đó bên trong hay không. Nếu có tin tức tôi sẽ thông báo cho cậu. Lãnh Băng Băng lúc này đang cùng Hạ Thiên ở trong phòng làm việc. Cậu không cần phải lo, cứ về trước đi. Tôi muốn ở đây với chị. Hạ Thiên không muốn đi. Không cần, sự việc vừa phát sinh, tôi còn phải giải quyết hậu quả, tạm thời không có thời gian với cậu. Lãnh Băng Băng dịu dàng nói, nàng chỉ có thể ép Hạ Thiên bỏ đi, nếu hắn còn ở đây thì nàng đừng hòng công tác. Được rồi. Hạ Thiên dù không tình nguyện nhưng thấy Lãnh Băng Băng cứ kiên trì, hắn đành phải bỏ đi. Hạ Thiên hôn một cái từ biệt Lãnh Băng Băng, sau đó rời khỏi phân cục quận Đông. Hạ Thiên rời khỏi cổng cục cảnh sát thì lấy điện thoại ra gọi cho Mộc Hàm. Chồng, có chuyện gì vậy? Mộc Hàm nhanh chóng nhận điện thoại. Tôi vừa đụng phải tên ngốc Lý Minh Hiên. Hạ Thiên trả lời. Lý Minh Hiên sao? Mộc Hàm chợt sững sờ. Chồng, không phải cậu nói Lý Minh Hiên tàn phế của Lý gia đấy chứ? Chính là tên ngốc đó, bây giờ hắn không còn tàn phế, đã biến thành một quái vật rất khó đánh chết. Hạ Thiên trả lời. Lý Minh Hiên lúc này giống như bốn tên quái vật mà chúng ta đã gặp ở sân gôn trước kia, chị còn nhớ không? Chính là cái đêm tôi gặp mặt vợ Vi Nhi. Chồng, tôi nhớ. Mộc Hàm vội vàng trả lời, những chuyện ở cùng với Hạ Thiên thì nàng nhớ rất rõ, những chuyện xảy ra vào đêm hôm đó cũng không ngoại lệ. Mộc Hàm dừng lại một chút rồi nói thêm. Chồng, cậu nói rõ chi tiết, Lý Minh Hiên vừa rồi làm những gì? Hạ Thiên không giấu điều gì, hắn nhanh chóng nói rõ một lần. Khi hắn nói xong thì cũng về đến Kiều gia. Kỳ quái, bốn tên quái vật trước đó là Triệu công tử phái đến, nhưng cũng không đúng, gần đây Triệu công tử không có hành động nào chĩa vào chúng ta, không có khả năng đứng ở phía sau giật dây. Quan trọng là lần này Lý gia bị lật đổ có khá nhiều khí lực của Triệu công tử, anh ta không có khả năng hợp tác với LMS, trừ khi Lý Minh Hiên không hiểu gì, nhưng căn cứ vào những lời nói của cậu thì Lý Minh Hiên hoàn toàn bình thường. Mộc Hàm có vẻ rất mê hoặc. Hạ Thiên cũng nghĩ không thông. Vợ, Lý gia không phải đã xong rồi sao? Chồng, người quan trọng của Lý gia, một là đã chết, hai là bị trừng phạt, có vài người bị nhốt vào nhà giam quân sự, có vài kẻ bị giam giữ bí mật. Dựa theo Lý thì Lý gia đã xong đời, nhưng Lý Minh Hiên là ngoại lệ, hắn vì là người tàn phế nên không ai quan tâm, xem như bỏ qua. Mộc Hàm nhanh chóng nói, sau đó nàng nhớ đến một chuyện. Không xong, còn có Lý Minh Nhân, chồng. Chưa thể nói rõ được, tôi phải tranh thủ kiểm tra, khi biết rõ sự việc sẽ báo cho cậu. Mộc Hàm không đợi Hạ Thiên trả lời, nàng cúp điện thoại. Chồng, chị Băng Băng có sao không? Kiều Tiểu Kiều vừa đi xuống lầu, nàng thấy Hạ Thiên đi về thì hỏi một câu. Lãnh Băng Băng gặp chuyện không may, nàng cũng nhanh chóng nhận được tin tức. Không có gì. Hạ Thiên thuận tay ôm Kiều Tiểu Kiều. Kiều Phượng Nhi thầm oán một câu, lưu manh này rõ ràng không biết phân biệt trường hợp. Bên cạnh có nàng và Kiều Hoàng Nhi mà vẫn không biết giữ kẻ. Không có gì là tốt rồi. Kiều Tiểu Kiều cũng không hỏi gì nữa, nếu Hạ Thiên đã nói không có gì, tất nhiên sẽ không sao.
Kiều Tiểu Kiều ngồi trên đùi Hạ Thiên, nàng có chút chần chừ, cuối cùng mở miệng hỏi. Chồng, anh cần mất bao nhiêu ngày nữa mới dạy võ cho chị Hinh và các chị khác? 2 ngày nữa là được. Hạ Thiên trả lời. Như vậy chồng nên cùng chị Thanh đến huyện Mộc Dương. Kiều Tiểu Kiều suy nghĩ rồi hỏi. Huyện Mộc Dương? Hạ Thiên có chút kỳ quái. Vợ, sao chúng ta phải đến huyện Mộc Dương? À, bí thư huyện ủy Mộc Dương đã đến nhận chức, công tác kêu gọi đầu tư cho Thanh Phong Sơn cũng đã được khởi động. Nghe nói lần này chủ tịch Ngô Ủng Quân tự mình phụ trách, trưa ngày mốt Ngô Ủng Quân sẽ mở tiệc chiêu đãi các nhà đầu tư, chúng ta cũng được mời, vì vậy ngày mai em sẽ đi. Kiều Tiểu Kiều khẽ giải thích. Nhưng chuyện này cũng không quan trọng, chồng tạm thời có thể không đi, em đã hỏi chị Thanh, vài ngày nữa chị ấy cũng về huyện Mộc Dương, vì vậy em tính mai đi trước, sau khi anh làm xong mọi việc thì hãy đi cùng chị Thanh. Chương 925, Kiều Phượng Nhi hưng phấn. Hạ Thiên suy nghĩ một chút rồi đồng ý lời đề nghị của Kiều Tiểu Kiều, Liễu Vân Mạn, Tôn Hinh Hinh và Thư Tịnh cần được hắn chỉ dạy cho 2 ngày nữa. Như vậy mới có thể đảm bảo các nàng thật sự có năng lực tự bảo vệ mình. Đặc biệt là vừa có kinh nghiệm Lý Minh Hiên, điều này càng làm hắn ý thức được sự việc quan trọng. Thực tế nếu Hạ Thiên không sáng suốt biến Lãnh Băng Băng thành cao thủ thì hôm nay vợ cảnh sát tỷ tỷ sẽ bị thương. Còn chuyện bên phía huyện Mộc Dương tuy quan trọng nhưng cũng không thể giải quyết trong ngày một ngày hai, nếu Kiều Tiểu Kiều đã đi xử lý, như vậy hắn đợi thêm vài ngày ở Giang Hải là không có vấn đề. Kiều Tiểu Thư, ngày mai chúng ta sẽ đi sao? Kiều Phượng Nhi có vẻ rất hưng phấn. Ừ, sáng mai chúng ta đi. Kiều Tiểu Kiều khẽ gật đầu. Bây giờ em đi thu dọn đồ đạc. Kiều Phượng Nhi cực kỳ vui vẻ, nàng nhanh chóng chạy lên lầu. Kiều Tiểu Kiều chợt buồn bực, nàng nhớ rõ những lần trước Kiều Phượng Nhi không thích đến huyện Mộc Dương, giống như ghét bỏ điều kiện ở khách sạn trong huyện Mộc Dương là không tốt, nhưng lúc này sao lại vui sướng như vậy? Kiều Hoàng Nhi thì biết rõ vì sao Kiều Phượng Nhi lại như vậy. Vì Kiều Phượng Nhi trước nay luôn lo lắng quá trình luận võ với Vương Tiểu Nha, mà thời gian luận võ là ngày mai. Nếu sáng sớm mai Kiều Phượng Nhi phải đi thì khỏi cần luyện võ vẻ gì cả. Thân là một người ngoài cuộc, Kiều Hoàng Nhi hiểu Kiều Phượng Nhi lần này đánh cuộc với Hạ Thiên chắc chắn sẽ thua. Nàng đã xem qua quá trình Hạ Thiên dạy võ cho đám người Vương Tiểu Nha, nàng phát hiện đó là những gì mình và Kiều Phượng Nhi đã từng được học, chỉ cần nhìn qua là thấy, căn bản Kiều Phượng Nhi đã biết tất cả kỹ xảo như vậy. Nhưng vấn đề không nằm ở kỹ xảo võ công. Kiều Hoàng Nhi có thể thấy dù là Vương Tiểu Nha, Liễu Vân Mạn, Tôn Hinh Hinh hay Thư Tịnh đều có được một sức mạnh khổng lồ, cũng chính là thứ được gọi là nội công. Nàng không biết vì sao Hạ Thiên có thể tạo ra nội công cho đám người kia, nàng chỉ có thể cảm khái, Hạ Thiên thật sự không phải kẻ bình thường. Kiều Hoàng Nhi nghĩ mình và Kiều Phượng Nhi đã rèn luyện võ công hơn chục năm nhưng lại đơn giản thua một người chỉ luyện võ 7 ngày, đúng là không có biện pháp, ai bảo các nàng không đẹp. Không được sắc lang Hạ Thiên coi trọng. Vì vậy có thể thấy rất rõ, phụ nữ đẹp thường có tư bản lớn. Đôi khi Kiều Hoàng Nhi thấy mình cũng rất đẹp, vì sao không có vận may, không gặp được một người đàn ông lợi hại như Hạ Thiên. Buổi chiều, Hạ Thiên vẫn tiếp tục dạy bảo các bà vợ trong lớp luyện võ cấp tốc, hắn luôn ở trong phòng xem 4 người phụ nữ luyện võ, đồng thời còn chỉ đạo động tác cho các nàng. Thư Tịnh sau khi vứt bỏ chướng ngại tâm lý thì cầu tiến rất nhanh. Tuy so ra vẫn kém Tôn Hinh Hinh và Liễu Vân Mạn nhưng nếu không có bất ngờ gì xảy ra, 2 ngày sau nàng sẽ mạnh hơn Tôn Hinh Hinh và Liễu Vân Mạn một chút. Cả buổi chiều vẫn như thường nhưng đến tôi lại có người quấy rối. Ủa, các em đang luyện công à? Chị cũng muốn luyện. Một người đẹp tóc dài đến gót chân mặc váy trắng xinh đẹp như tiên nữ chợt chạy đến, khi thấy đám người đang luyện công thì lập tức nhào vào. Vân Mạn, chơi đùa với cô một chút. Người đột nhiên phóng đến chính là Liễu Mộng tự xưng là ma nữ Mộng Mộng, hôm nay nàng ở bên ngoài cả ngày, bây giờ mới quay về. Liễu Vân Mạn đáng thương tuy bây giờ là cao thủ với người thường nhưng lại cực kỳ kém xa Liễu Mộng, vì vậy mà chỉ một lúc sau đã bị Liễu Mộng đánh cho tơi tả. Cũng may Liễu Mộng tương đối yêu thương Liễu Vân Mạn, ra tay không dùng sức, vì vậy Liễu Vân Mạn cũng không bị thương, chẳng qua chỉ có chút khốn khổ mà thôi. Một người mất vui, tất cả cùng lên đi. Liễu Mộng không muốn ức hiếp một mình Liễu Vân Mạn, sau đó nàng chuyển sang ức hiếp cả 4 người nơi đây. Kết quả là một Vương Tiểu Nha nghĩ rằng mình sắp trở thành phi thiên tiên nữ hiệp bị Liễu Mộng đánh cho tơi bời hoa lá, làm nàng mất lòng tin, người này sao lại lợi hại như vậy. Thư Tịnh càng khó hiểu, người này là ai, vừa rồi nàng còn có chút lòng tin nhưng bây giờ chỉ còn lại đả kích. Chị Mộng, tôi đến giúp chị luyện công. Hạ Thiên thấy tình huống không đúng thì tranh thủ thời gian đến chữa cháy.
chị không luyện với cậu. Liễu Mộng lại không nghĩ như vậy. Chị đánh không lại cậu, mà Tiểu Bại Hoại thường xuyên làm chuyện xấu, chị không chơi với cậu. Hạ Thiên không quan tâm nhiều như vậy, hắn trực tiếp ôm lấy Liễu Mộng. Tiểu Bại Hoại, thả chị ra. Liễu Mộng lớn tiếng kháng nghị. Các chị tiếp tục luyện, tôi đi chơi với chị Mộng. Hạ Thiên căn bản không nghe những gì Liễu Mộng phản kháng, hắn trực tiếp ôm nàng ra ngoài. Đúng là không có biện pháp, nếu để Liễu Mộng ở lại, sợ rằng các nàng Liễu Vân Mạn sẽ khó thể luyện công. Tiểu Bại Hoại, chị muốn đánh cậu. Liễu Mộng rất tức giận, hậu quả lại không quá nghiêm trọng, nàng bị hắn ôm vào phòng ngủ, sau đó hai bên đánh nhau, quần áo ngày càng ít đi. Cuối cùng cả hai lấy giường là chiến trường, dùng một phương pháp khác để chiến đấu. Hừ, chị biết ngay mà, Tiểu Bại Hoại cậu chỉ biết làm chuyện xấu. Sau khi đánh nhau trên giường xong thì Liễu Mộng thở phì phò nói. Sau này chị không chơi với cậu nữa. Chị Mộng, tôi là chồng chị, cùng chị làm chuyện này là bình thường, không phải chuyện xấu. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Hừ, dù sao cậu cũng là Tiểu Bại Hoại, những gì cậu làm đều xấu. Liễu Mộng bĩu môi. Tôi không chơi với cậu, tôi phải thức dậy, cùng chơi với Liễu Vân Mạn. Hạ Thiên nghe Liễu Mộng nói như vậy thì ôm chặt hơn. Hắn cũng không để cho Liễu Mộng đến quấy rối, nếu không lớp học cấp tốc sẽ không đạt được kết quả như mong muốn. Vì sao chị không bao giờ đánh lại cậu? Liễu Mộng bị Hạ Thiên ôm cứng ngắc mà không thể bỏ đi, nàng có chút mất hứng. Này, Tiểu Bại Hoại, cậu cố ý che giấu phải không? Cậu có võ công lợi hại mà không dạy cho chị. Chị Mộng, vì tôi là chồng chị, vì vậy tôi sẽ lợi hại hơn chị. Hạ Thiên nghiêm trang trả lời. Gạt người. Cậu xem chị là con nít à? Liễu Mộng nói với vẻ mặt không tin. Chị mặc kệ, cậu phải làm sao cho chị lợi hại hơn, nếu không chị không chơi với cậu. Hạ Thiên đang định nói gì đó thì điện thoại vang lên, hắn lấy xuống xem xét, là Mộc Hàm gọi đến, vì vậy tranh thủ tiếp điện thoại. Chồng, ngoài Lý Minh Hiên tàn phế thì Lý Minh Nhân bị cậu biến thành kẻ ngốc cũng đã được tự do. Sau khi Lý gia gặp phải chuyện không may thì Lý Minh Nhân bị đưa đến Phúc Lợi Viện. Nhưng trưa nay tôi kiểm tra và thấy Lý Minh Nhân đã được đưa sang Mỹ, nhưng không biết ai đưa qua. Giọng điệu của Mộc Hàm mang theo chút sầu lo. Lúc này chúng ta không điều tra được, nhưng chồng đừng lo, chúng ta sẽ nhanh chóng tìm ra Lý Minh Nhân. Mộc Hàm dừng lại một chút rồi bổ sung. Chồng, chuyện Lý Minh Hiên tôi cũng điều tra được vài phần. Chương 926, tiếp tục cho cậu ăn bánh bao. Vợ, chị điều tra được ai chữa tốt cho tên phế vật Lý Minh Hiên không? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Chồng, còn chưa điều tra được. Mộc Hàm có chút ngượng ngùng. Nhưng cơ bản có thể xác nhận chuyện này không liên quan gì đến Triệu Công Tử. Tuy tôi không căn cứ theo tin tức chính xác, nhưng cảm thấy chỉ có một người ở thủ đô có thể làm cho Lý Minh Hiên từ tàn phế trở lại như thường. Hạ Thiên không nghĩ ra đó là ai, hắn hỏi. Là ai, anh đi bắt người này lại ngay. Chồng, thật ra tôi đã nói qua với cậu, ở thủ đô có một nữ thần y đệ nhất. Hơn nữa cũng là một trong bốn đóa hoa thủ đô, là Y Tiểu Âm. Mộc Hàm nhanh chóng nói. Lại là chị ta sao? Hạ Thiên rất mất vui. Lần trước chính chị ta đã kéo dài mạng sống cho Tôn Bắc Văn, làm hại vợ tôi thiếu chút nữa gặp chuyện không may, lần này lại là chị ta quấy rối, xem ra tôi phải đi xử lý chị ta mới được. Mộc Hàm ở bên kia có chút chần chừ, sau đó nàng lên tiếng. Chồng, chuyện này có chút phiền toái, cậu không thể xử lý Y Tiểu Âm. Sao lại không được? Hạ Thiên rất nghi hoặc, nữ thần y đệ nhất thủ đô đám đối nghịch với hắn, còn uy hiếp đến sự an toàn của vợ hắn, tất nhiên hắn phải xử lý nàng. Chồng, Y Tiểu Âm bây giờ là đối tượng được ám tổ chúng ta bảo vệ. Mộc Hàm có chút bất đắc dĩ. Bây giờ cậu là tổ trưởng ám tổ, cậu không thể đi xử lý đối tượng cần được mình bảo vệ. Tôi mặc kệ chị ta có phải là đối tượng được ám tổ bảo vệ hay không, ai dám hại vợ tôi sẽ xử lý kẻ đó. Hạ Thiên không cho là đúng. Chồng, những đối tượng được ám tổ bảo vệ ngoài những chính khách và tướng lãnh quân đội, phần lớn là những người có cống hiến tuyệt đối với quân đội và quốc gia. Ví dụ như những khoa học gia có thành quả trọng đại trong kỹ thuật quân sự, Y Tiểu Âm là một bác sĩ, lại được ám tổ coi là đối tượng cần được bảo vệ, nhất định phải có chỗ không tầm thường. Mộc Hàm giải thích với Hạ Thiên. Hơn nữa chúng ta bây giờ cũng chưa thể xác nhận là Y Tiểu Âm làm. Hơn nữa dù Y Tiểu Âm giúp Lý Minh Hiên thì cũng chưa chắc đã nhằm vào cậu, có lẽ cô ấy chỉ chữa bệnh thu tiền mà thôi, nếu chúng ta tùy tiện ra tay với người ta, nếu thượng cấp biết được, sẽ rất phiền.
Mộc Hàm dừng lại một chút rồi dịu dàng khuyên. Chồng, tôi cũng không nói chúng ta nhất định phải đối phó với cô ấy, trước tiên cứ để tôi điều tra, để xem có phải thật sự là Y Tiểu Âm chủ mưu hay không. Mặt khác tôi cũng phải xem vì sao Y Tiểu Âm là đối tượng được ám tổ bảo vệ, đến khi tôi điều tra rõ ràng thì chúng ta sẽ quyết định có đối phó hay không, như vậy sẽ không muộn. Hạ Thiên suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng đồng ý. Vậy thì được, dù sao vài ngày tới tôi cũng không thể đến thủ đô, hai ngày sau còn phải đến huyện Mộc Dương. Sau khi tôi xử lý xong chuyện nơi đây sẽ đến thủ đô tìm Y Tiểu Âm, nếu thật sự cô ta muốn gây khó khăn cho chúng ta, như vậy tôi sẽ xử lý. Ừ, cứ như vậy. Mộc Hàm đồng ý. Chồng, tôi cúp điện thoại trước. Được. Hạ Thiên đồng ý, sau đó hắn cúp điện thoại. Đúng là không cúp máy không được, Liễu Mộng đang vùng vẫy, một tay của hắn khó thể khống chế được nàng. Tiểu bại hoại, mau buông ra. Liễu Mộng níu lấy tay Hạ Thiên. Nếu không chị đánh cậu. Chị Mộng, bây giờ là tối rồi, chúng ta tiếp tục ngủ thôi. Hạ Thiên nghiêm trang nói, sau đó hắn đặt Liễu Mộng xuống dưới. Không cần, chị còn chưa ăn cơm tối. Liễu Mộng tức giận nói. Chị đói bụng, chị muốn ăn cơm. Chị Mộng, tôi cũng đói bụng. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào bộ vị trắng như tuyết và cao ngất của Liễu Mộng. Tôi muốn ăn bánh bao. Hạ Thiên cúi đầu ghé lên ngực Liễu Mộng, hắn bắt đầu gặm bánh bao lớn. Vì không cho Liễu Mộng đi quấy rối nhóm Liễu Vân Mạn đang luyện công nên Hạ Thiên quyết định liên tục chiến đấu trên giường, mãi đến hơn 10 giờ, khi Liễu Vân Mạn và các nàng khác nghỉ ngơi thì Hạ Thiên mới cùng Liễu Mộng thức dậy. Liễu Mộng rất đói bụng, Hạ Thiên cũng có hơi đói, tuy hắn đã ăn bánh bao chán chê nhưng không thể no, bụng vẫn trống trơn. Đều là vì cậu, bây giờ còn chưa ăn gì, Phượng Nhi sợ rằng đã đi ngủ rồi. Liễu Mộng đi vào phòng bếp rồi lượn một vòng, nàng không tìm được món gì thì phàn nàn với Hạ Thiên. Chị Mộng, không sao, chúng ta ra ngoài ăn. Hạ Thiên cảm thấy không sao, tuy bây giờ đã rất muộn nhưng bên ngoài sẽ còn món ăn. Được rồi. Liễu Mộng bĩu môi. Nhưng chị rất đói, chị không thể đi, cậu ôm tôi đi đi. Dù Hạ Thiên có đồng ý hay không thì Liễu Mộng vẫn đu lấy cổ hắn, vì tiểu bại hoại này ăn bánh bao làm nàng mất hết khí lực, bây giờ hắn phải ôm nàng đi. Tất nhiên Hạ Thiên sẽ không ngại chuyện này, hắn thích ôm vợ, dù là đi, ngồi hay ngủ, ôm vợ vẫn là một niềm vui thú lớn nhất. Hạ Thiên ôm Liễu Mộng ra khỏi kiều gia, hắn đi một lúc thì nàng chợt la lên. Qua, chỗ đó thơm qua, có khoai nướng, chị muốn ăn. Ven đường thật sự có quán khoai nướng. Có rất nhiều cô gái thích ăn khoai nướng giữa trời lạnh, nhưng bây giờ đã muộn quán khoai cũng không có mấy thực khách. Nhưng Liễu Mộng xuất hiện làm cho quán khoai ăn nên làm ra, vì nàng trực tiếp ăn sạch tất cả. Liễu Mộng ăn rất vui, nàng không cho Hạ Thiên ăn, lý do của nàng rất đơn giản, tiểu bại hoại vừa ăn bánh bao của nàng, không thể cướp khoai. Hạ Thiên có chút buồn bực, chị Mộng này hình như không chịu nói đạo lý. Tiểu bại hoại, ngoan nào, chờ chị ăn nó, chút nữa chị cho cậu ăn bánh bao. Khi thấy Hạ Thiên không vui thì Liễu Mộng an ủi hắn một câu. Vì vậy Hạ Thiên lập tức vui vẻ. Sáng hôm sau, Kiều Phượng Nhi thức dậy rất sớm, nàng thu dọn tất cả lên xe, bộ dạng có thể đi bất cứ lúc nào. Phượng Nhi, em cũng không cần như vậy. Kiều Tiểu Kiều không nhịn được phải nói một câu. Hôm nay đi muộn một chút cũng không sao, trước hết phải ăn sáng cái đã. Kiều Tiểu Thư, mọi người cứ ăn, em ở trong xe chờ. Kiều Phượng Nhi nói một câu rồi chuẩn bị đi ra khỏi cửa, nhưng nàng vừa đi được hai bước thì chợt ngẩn ngơ, vì có một cô bé chắn trước mặt nàng. Hạ Thiên ca ca quả nhiên đoán không sai, anh ấy nói chị nhất định sẽ lén trốn đi, không dám luận võ. Cô bé xinh đẹp này chính là Vương Tiểu Nha, nàng nhìn Kiều Phượng Nhi. Nếu không dám luận võ thì tự mình nhận thua, sau đó thực hiện lời hứa với Hạ Thiên ca ca, nếu không đừng hòng bỏ đi. Kiều Phượng Nhi lập tức buồn bực. Thì ra nàng mừng hụt, lưu manh Hạ Thiên đã có chuẩn bị. Chương 927, Kiều Phượng Nhi muốn khóc. Ai nói chị không dám? Kiều Phượng Nhi không chịu thừa nhận. Chẳng qua hôm nay chị không rảnh mà thôi. Chị rõ ràng không dám, đừng kiếm cớ, chị Tiểu Kiều vừa rồi đã nói, hôm nay không cần gấp, đi trễ một chút cũng không sao. Tôi chỉ mất 10 phút là có thể đánh bại chị, trước tiên chị luận võ với tôi cũng không muộn. Vương Tiểu Nha bĩu môi. Này, tôi luyện một tuần là muốn đánh bại chị, bây giờ chị đừng hòng bỏ chạy. Cái gì? Kiều Phượng Nhi thật sự tức giận. Em chỉ cần 10 phút là đánh bại chị. Tất nhiên rồi.
Vương Tiểu Nha hừ một tiếng. Nói không chừng còn chưa đến 10 phút. Kiều Phượng Nhi tức giận không thôi, nhà đầu này quá ức hiếp người, chẳng phải ỷ mình là một cô bé xinh đẹp mà quyến rũ sắc lang sao. Đúng là quá kiêu ngạo, còn nói dùng 10 phút là đánh bại Kiều Phượng Nhi nàng. Được, luận võ thì luận võ. Kiều Phượng Nhi căm giận nói một câu. Đi, chúng ta ra ngoài. Chỉ có thể nhẫn nhưng em không thể nhịn, Kiều Phượng Nhi nàng không thể nuốt trôi cơn tức này. Dù nàng thật sự đánh không lại nha đầu này, nhưng chỉ cần 10 phút mà con bé đã đánh bại nàng sao? 3 phút sau, Kiều Hoàng Nhi đi đến kéo Kiều Phượng Nhi từ dưới đất lên với vẻ mặt đồng tình. À, tôi thắng rồi, tôi phải đi báo cho Hạ Thiên ca ca. Vương Tiểu Nha chạy vào nhà rất hưng phấn. Quá ức hiếp người. Kiều Phượng Nhi đứng ngơ ngác đứng ở nơi đó, lúc này nàng chợt có ý nghĩ muốn khóc, nguyện vọng của nàng là một bộ ngực đầy đặn, ít nhất cùng hợp với thân thể thon gầy của mình. Nàng vốn tưởng rằng ít nhất cũng phải mất nửa giờ mới có kết quả thắng bại với Vương Tiểu Nha, nhưng chưa đến 3 phút thì nàng đã thua. Đúng là không có biện pháp, ai bảo cô bé là bạn gái của Hạ Thiên. Kiều Hoàng Nhi có chút bất đắc dĩ. Tôi cũng không rõ, lưu manh kia làm sao được như vậy. Kiều Phượng Nhi cũng cực kỳ khó hiểu. Tôi nào biết được, nhưng anh ta có nhiều năng lực cổ quái, làm được những chuyện như vậy cũng không có gì quý hiếm. Kiều Hoàng Nhi trả lời, đồng thời cũng an ủi Kiều Phượng Nhi một câu. Đừng buồn bực, thật ra bây giờ chúng ta cũng rất lợi hại, chỉ kém vợ của Hạ Thiên mà thôi, như vậy cũng đủ rồi. Nhưng Hoàng Nhi, bạn nhìn ngực mình xem. Kiều Phượng Nhi muốn khóc. Trước kia mình còn không lớn bằng cậu. Bây giờ lưu manh kia còn muốn làm cho nó lớn hơn, nếu cứ tiếp tục như vậy thì biết phải làm sao bây giờ. Đừng quá lo lắng, có lẽ anh ấy chỉ nói chơi như vậy mà thôi. Kiều Hoàng Nhi an ủi Kiều Phượng Nhi một câu, nhưng nàng vừa dứt lời thì phát hiện bên cạnh có thêm một người, nàng nhìn qua, đó không phải là Hạ Thiên sao? Này, em thua, bây giờ là vật thí nghiệm của anh. Hạ Thiên lấy ra ngân châm nhanh chóng đâm lên một bộ vị cực nhỏ trên người Kiều Phượng Nhi. Được rồi, một lúc nữa anh sẽ biết có phải càng lớn càng đẹp hay không. Hạ Thiên đến nhanh mà đi cũng mau, hắn nói xong thì biến mất trước mặt hai nàng. Kiều Phượng Nhi nói với vẻ mặt cầu xin. Hoàng Nhi, bạn còn cảm thấy hắn chỉ nói không không thôi sao? Nửa ngày sau Kiều Hoàng Nhi vẫn còn chưa nói gì, sau đó hắn mới có chút chột dạ nói. À, thật ra, Phượng Nhi, chỗ này của cậu càng lớn càng dễ nhìn, có lẽ càng lớn càng đẹp. Nhưng bạn cũng đâu có muốn mỗi lúc đi đường đều bị đàn ông híp mắt nhìn. Kiều Phượng Nhi nói với vẻ mặt đau khổ, bây giờ nàng có đánh nhau cũng không thuận tiện, nàng cảm thấy hai ngực quá lớn cũng rất vướng víu. À, nếu không thì gọi Kiều Tiểu Thư đến nói chuyện. Kiều Hoàng Nhi suy nghĩ, cuối cùng cũng đưa ra một ý kiến. Kiều Phượng Nhi khẽ gật đầu, giống như bây giờ không còn lựa chọn gì khác. Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi đi vào thì phát hiện Hạ Thiên lúc này đang dùng cơm. Tối qua hắn theo Liễu Mộng về nhà, hắn chỉ biết chú tâm ăn bánh bao của nàng, kết quả là càng ăn càng đói, bây giờ cần phải bổ sung chút thực vật cho ấm bụng. Khi thấy Hạ Thiên thì Kiều Phượng Nhi cũng chẳng biết xấu hổ mà yêu cầu Kiều Tiểu Kiều trợ giúp, kết quả là trước khi các nàng rời khỏi Kiều gia đến huyện Mộc Dương, nàng vẫn không nói ra chuyện này. Kiều Tiểu Kiều bỏ đi không lâu thì Hạ Thiên nhận được điện thoại của Lãnh Băng Băng. Chồng, đã có kết quả pháp y, không phát hiện bất kỳ vật chất gì trong đầu Lý Minh Hiên. Lãnh Băng Băng nói có chút nghi hoặc. Pháp y nói đã đặc biệt kiểm tra vài lượt, thật sự không tìm ra bất kỳ thứ gì khác lạ, nhưng cậu nói không sai, trong đầu Lý Minh Hiên giống như nổ tung, bên trong nát như tương. Kỳ quái, nếu như vậy thì vì sao đầu hắn lại nổ? Hạ Thiên cũng không nhịn được mà có chút mê hoặc, chuyện này đúng là gây khó khăn cho hắn. Chồng, nếu không tôi liên lạc với Mộc Hàm, đưa thi thể của Lý Minh Hiên đến thủ đô, xem có thể điều tra được gì hay không? Lãnh Băng Băng suy nghĩ rồi dùng giọng đề nghị nói. Cũng được. Hạ Thiên cảm thấy ý kiến này là khá tốt. À, nếu vậy thì trước tiên tôi liên hệ với Mộc Hàm. Lãnh Băng Băng cúp điện thoại, rõ ràng đang muốn điện thoại cho Mộc Hàm. Khi Kiều Tiểu Kiều bỏ đi thì biệt thự cũng quạnh quẽ đi khá nhiều, Vương Tiểu Nha đã trở thành một trong những bà vợ tốt nghiệp khóa học cấp tốc nhanh nhất. Đến trưa nàng cũng nhanh chóng rời khỏi Kiều gia, vì cô giáo điện thoại thúc giục phải đi học, vì vậy nàng không thể không đi. Liễu Mộng ngủ nửa ngày, đến trưa nàng cũng chạy đến chơi với hổ. Hạ Thiên thì an tâm tiếp tục huấn luyện ba bà vợ khác, hắn phải nhanh chóng biến bọn họ trở thành cao thủ. Hôm nay Vân Thanh cũng điện thoại cho Hạ Thiên,
để Hạ Thiên trước khi chuẩn bị đến huyện Mộc Dương thì điện thoại cho nàng, khi đó nàng sẽ cùng đi với hắn. Lại một ngày trôi qua, Tôn Hinh Hinh đã rời khỏi Kiều gia, nàng đã rời khỏi công ty được một tuần, cũng cần phải quay về. Đến ngày hôm sau thì Liễu Vân Mạn và Thư Tịnh cũng lần lượt rời đi, vì vậy mà khóa dạy vợ cấp tốc của Hạ Thiên coi như kết thúc viên mãn. Ba bà vợ cộng với một cô vợ tương lai đã thành cao thủ võ công, hắn coi như hoàn thành nhiệm vụ của mình, sau đó bắt đầu thực hiện kế hoạch đến huyện Mộc Dương hội họp với Kiều Tiểu Kiều. Nhưng trước khi đi huyện Mộc Dương hắn vẫn còn vài việc cần làm, đầu tiên là điện thoại cho Sở Giao, nói cho nàng biết hắn tạm thời đến huyện Mộc Dương. Sau đó Hạ Thiên đến chỗ Diệp Mộng Oánh, lần này từ nước ngoài quay về hắn còn chưa đến tìm nàng, nhưng nàng cũng rất bận rộn, tập đoàn Thần Y đã đưa sản phẩm ra thị trường. Nàng rất xem trọng chuyện này, vì vậy mà nhiều chuyện tự bắt tay vào làm, xem như bận rộn tối tăm mặt mũi. Dù bận rộn nhiều việc nhưng Diệp Mộng Oánh vẫn rút ra chút thời gian đoàn tụ với Hạ Thiên, mãi đến tối mới tách ra. Đến tối Hạ Thiên đến nhà Lãnh Băng Băng, hắn đã đồng ý với nàng, dù rời khỏi hay trở lại Giang Hải cũng phải nói cho nàng. Tất nhiên, hắn đến cũng không phải chỉ muốn nói cho Lãnh Băng Băng, hắn còn muốn lợi dụng cơ hội để ăn sạch cảnh sát tỉ tỉ. Chương 928, có người rình coi. Hạ Thiên đã sớm có chìa khóa nhà của Lãnh Băng Băng, vì vậy hắn căn bản không cần nhấn chuông cửa mà trực tiếp mở cửa vào nhà. Nhưng khi hắn vào trong nhà thì thiếu chút nữa tưởng mình đi nhầm, sao trong nhà lại có nhiều người như vậy? Lúc này có bốn người trong phòng khách, trong đó có hai người mà Hạ Thiên quen biết, chính là Lãnh Hồng Bác và Vương Vi, còn có một cặp nam nữ trung niên, Hạ Thiên chưa từng gặp mặt. Khốn nổi Lãnh Băng Băng mà Hạ Thiên muốn gặp lại không có mặt ở phòng khách. Người phát hiện ra Hạ Thiên đầu tiên chính là cặp nam nữ trung niên, khi thấy một người xa lạ tiến vào thì bọn họ có chút căng thẳng, nhưng cũng không nói gì. Anh rể. Lãnh Hồng Bác thấy trong phòng chợt xuất hiện một người thì vội vàng đứng lên, hắn mở miệng chào hỏi Hạ Thiên. Hạ Thiên không quan tâm đến Lãnh Hồng Bác, đến bây giờ hắn vẫn còn muốn đánh tên khốn này vì đã cản trở chuyện tốt của hắn. Đúng lúc này cửa phòng tắm mở ra, Lãnh Băng Băng từ bên trong đi ra, Hạ Thiên cuối cùng cũng vui sướng, hắn đi về phía nàng. Băng Băng, cậu đến rồi à? Khi thấy Hạ Thiên thì Lãnh Băng Băng có chút vui mừng, cũng có chút ngoài ý muốn. Cậu đến sao không điện thoại cho tôi? Tôi về nhà tất nhiên sẽ không cần điện thoại trước. Hạ Thiên ra vẻ đương nhiên, chỗ này dù là nhà của Lãnh Băng Băng, nhưng dù thế nào cũng là nhà hắn, bây giờ hắn về nhà mình. Cần phải điện thoại trước sao? Nếu điện thoại trước thì tôi có thể chờ cậu về mới dùng cơm, bây giờ chúng tôi đã ăn trước rồi. Giọng nói của Lãnh Băng Băng có chút dịu dàng, điều này làm cho đám người trong nhà sinh ra một cảm giác quái dị, vì Lãnh Băng Băng nói chuyện với bọn họ cũng chưa từng dịu dàng như vậy bao giờ. Lãnh Băng Băng dừng lại một chút rồi lại hỏi. Cậu ăn cơm tối chưa? Nếu chưa thì bây giờ tôi sẽ cùng cậu ra ngoài dùng cơm. Bây giờ vẫn chưa đến 8 giờ. Bình thường đây là giờ ăn tối của khá nhiều gia đình, nếu chưa ăn tối cũng là bình thường, vì vậy Lãnh Băng Băng mới hỏi như thế. Tôi đã ăn rồi. Hạ Thiên quả thật đã ăn tối, hắn cùng ăn với Diệp Mộng Oánh. Hạ Thiên nhìn cặp nam nữ trung niên và nhìn không được phải hỏi. Băng Băng, bọn họ là ai? Lãnh Băng Băng khẽ giới thiệu một lượt với Hạ Thiên, cuối cùng hắn mới hiểu, thì ra bọn họ là cha mẹ của Lãnh Hồng Bác, cũng chính là cậu mợ của Lãnh Băng Băng. Là Lãnh Chí Tường và Phan Mỹ Hà. Cậu, mợ, đây là Hạ Thiên, là chồng cháu. Lãnh Băng Băng cũng giới thiệu Hạ Thiên cho mọi người, nhưng Hạ Thiên rõ ràng là người chẳng hiểu lễ, hay nói cách khác hắn chẳng muốn giữ lễ, vì hắn căn bản cóc chào hỏi cậu mợ Lãnh Băng Băng. Hạ Thiên nghĩ mãi mà không rõ, vì sao Lãnh Hồng Bác và Vương Vi còn ở đây. Bây giờ lại kéo cả cha mẹ đến đây. Chúng ta đi. Lãnh Băng Băng kéo Hạ Thiên lên lầu. Đi vào phòng ngủ của nàng, sau đó nàng dùng giọng có chút bất đắc dĩ nói. Vụ án Hồng Bác gặp phiền toái, vì vậy cha mẹ của cậu ấy đều đến đây. Vì sao phiền phức như vậy? Hạ Thiên cảm thấy rất kỳ quái, hắn còn tưởng rằng việc này đã xong. Lãnh Băng Băng cũng chỉ còn cách giải thích cho Hạ Thiên, vốn tất cả rất thuận lợi, Lãnh Hồng Bác được định vị là phòng vệ, điều này là không có vấn đề. Nhưng có câu có tiền có thể điều khiển cả ma quỷ. Vì vậy mà vài ngày qua báo chí cố ý nói chuyện này thành cố ý giết người, còn nói Lãnh Băng Băng bao che em họ. Điều làm cho Lãnh Băng Băng cảm thấy không tưởng chính là tất cả nhân chứng trước đó đều phản cung. Lãnh Băng Băng trước đó đã tìm được 4-5 nhân chứng để chứng minh Lãnh Hồng Bác bị Hà Trấn và hai người khác vây công, nhưng bây giờ đám nhân chứng này đều nói trước đó bọn họ nói dối,
bọn họ căn bản không phát hiện ra những vấn đề trên, bọn họ chỉ thấy Lãnh Hồng Bác đâm Hà Chấn một dao rồi bỏ chạy. Mà con dao cũng là căn cứ mấu chốt, vì Lãnh Hồng Bác chụp được con dao ở tiệm trái cây ven đường, như vậy cũng chứng minh hắn bị ép mới phản kháng. Lần đầu tiên ông chủ sạp trái cây cũng khai ra điều này, nói rằng con dao kia của quán mình, nhưng bây giờ hắn lại phản cung. Lúc này ông chủ tiệm hoa quả lập tức phủ nhận quán mình có dao, hắn công bố mình bán trái cây, không phải chỉ bán dứa, hoa quả không cần gọt vỏ để bán, vì sao phải mang theo dao. Tóm lại ông chủ sạp trái cây phủ nhận con dao là của mình, thậm chí còn nói Lãnh Hồng Bác lấy dao trên người ra. Vì vậy lúc này tính chất sự việc không còn như trước, mang theo dao bên người, rất dễ dàng bị coi là có ý giết người. Có thể nói tất cả chứng cứ bây giờ rất bất lợi với Lãnh Hồng Bác, nếu nói hắn cố ý giết người thì quá miễn cưỡng, nhưng nói hắn cố ý đả thương người thì cực kỳ rõ ràng. Mà đợt khẩu cung lần này đám người kia đều có sự nhất trí kinh người, bọn họ cho rằng mình bị Lãnh Băng Băng tra tấn bức cung, vì Lãnh Băng Băng nên bọn họ không dám trái ý. Đám ngu ngốc kia đúng là muốn chết. Hạ Thiên rất bất mãn, đám ngu ngốc kia rõ ràng muốn vu tội vợ hắn, đúng là không biết sống chết. Cha mẹ Hà Chấn rất giàu có, nghe nói trước kia là ông chủ than đá, buôn bán lời vài trăm triệu, những năm này lại tham gia bất động sản, không biết buôn bán lời được bao nhiêu nhưng tiền không thành vấn đề. Lãnh Băng Băng lắc đầu. Bây giờ xã hội này ai cũng tham tiền, dù bất kỳ lời nói nào cũng có thể xoay chuyển được. Lãnh Băng Băng vừa nói vừa kéo Hạ Thiên đến bên cạnh cửa sổ, nàng kéo màn rồi chỉ ra một tòa biệt thự cách đó vài chục mét. Cậu thấy không, biệt thự đó vừa được bán đi, người mua chính là cha mẹ Hà Chấn, bọn họ bây giờ đều ở đây, mỗi ngày đều nhìn chằm chằm vào chúng ta. Đám ngu ngốc kia nhìn chằm chằm vào đây làm gì? Hạ Thiên có chút kỳ quái. Không rõ ràng lắm, nghe nói có một phóng viên cũng ở đó, hình như muốn chụp hình chỗ này. Lãnh Băng Băng cảm thấy điều này chẳng có gì không đúng, nàng không có gì sợ người khác, hơn nữa phòng nàng thường kéo màn. Hạ Thiên nhìn chằm chằm về phía đối diện, hắn mở miệng nói. Có một tên ngốc dùng kính viễn vọng nhìn về phía bên này, tôi đến bắt hắn. Lãnh Băng Băng không quan tâm thì chẳng phải Hạ Thiên sẽ bỏ qua, bên kia có tên ngốc rình vợ hắn, đây tuyệt đối là điều khó chịu. Chồng, đừng làm loạn, chuyện này cứ để tôi giải quyết. Lãnh Băng Băng sợ Hạ Thiên náo loạn, vì vậy vội vàng khuyên. Chị! Đúng lúc này âm thanh của Vương Vi từ bên ngoài truyền vào. Người của Hà Gia lại đến, bọn họ nói muốn thương lượng với chúng ta và bị vệ sĩ chặn bên ngoài, chỉ có muốn gặp mặt bọn họ không? Chị sẽ ra ngay. Lãnh Băng Băng lên tiếng, sau đó nàng dịu dàng nói với Hạ Thiên. Chồng, trước tiên tôi muốn xem bọn họ muốn thương lượng về vấn đề gì. Trước tiên cậu đừng đánh tên kia, đợi thương lượng xong rồi nói. Được rồi. Hạ Thiên đồng ý một câu, trong lòng đã sớm có quyết định, hắn sẽ lập tức đi xử lý tên ngốc kia. Chương 929, lời đề nghị của các người là rất tốt. Lãnh Băng Băng đi xuống lầu, sau đó nàng cho đám vệ sĩ đưa người vào. Có một nam một nữ tiến vào, cả hai đều khá mập nhưng lại rất chăm chút cách ăn mặc, giống như đang đi dự tiệc. Lãnh Băng Băng không phải lần đầu tiên gặp mặt hai người này, nàng biết bọn họ chính là cha mẹ của Hà Chấn, là Hà Quang Minh và Lâm Hiền Mỹ. Tên của hai người này tương đối đẹp, một người là Quang Minh, một người là Hiền Mỹ, đáng tiếc là Quang Minh nhưng làm việc không Quang Minh, Hiền Mỹ kia có hiền lành hay không thì chẳng biết, nhưng tuyệt đối là không đẹp. Đúng là phô trương không nhỏ. Lâm Hiền Mỹ vừa vào cửa đã dùng âm thanh chói tai nói. Ngoài cửa có bốn vệ sĩ. Thậm chí còn vượt quá quy cách ở Trung Nam Hải, năm xưa tôi tiến vào Trung Nam Hải còn cực kỳ thuận lợi, không ai dám ngăn cản. Cha mẹ của Lãnh Hồng Bác là Lãnh Chí Tường và Phan Mỹ Hà cũng là những người từng trải nhưng không phải đại phú đại quý, khi nghe được lời nói của Lâm Hiền Mỹ thì có chút bất an. Người này có thể vào Trung Nam Hải, rõ ràng có thế lực rất lớn. Lâm nữ sĩ, bây giờ chỉ có thể đến Trung Nam Hải, tôi không cản. Lãnh Băng Băng thản nhiên nói. Người phụ nữ kia muốn tìm thể diện trước mặt người khác thì được, bây giờ muốn nổ trước mặt nàng, đúng là tìm lộn người. Cô có thái độ gì vậy? Không chào đón chúng tôi sao? Lâm Hiền Mỹ dùng ánh mắt bất mãn nhìn Lãnh Băng Băng. Lãnh Băng Băng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Lâm nữ sĩ, chị cảm thấy tôi phải hoan nghênh chị sao? Nói như vậy là cô không muốn thương lượng, vậy cứ ở đò mà chờ đến lúc Lãnh Hồng Bác bị phán giết người vào tù dục xương đi. Lâm Hiền Mỹ rất tức giận, nàng kéo Hà Quang Minh. Chúng ta đi, chẳng có gì để thương lượng với bọn họ.
Lâm nữ sĩ, tôi hy vọng chị hiểu một vấn đề, là chị chủ động yêu cầu đến thương lượng với chúng tôi, không phải là chúng tôi tự chủ động. Lãnh Băng Băng lạnh lùng nói. Còn Hồng Bác có phải tội phạm giết người hay không, tôi và chị đều biết rõ, tôi tin vào sự công chính của pháp luật. Ha ha ha, pháp luật công chính, cô ta tin pháp luật công chính. Lâm Hiền Mỹ nhìn Hà Quang Minh, nàng cười ha hả nói bằng giọng tuyệt đối không dễ nghe. Người nghèo đúng là người nghèo, thật sự đáng cười. Trong lòng Lãnh Băng Băng chợt bùng lên cảm giác quái dị, nói thật, tuy nàng không phải là kẻ có tiền nhưng tốt xấu gì cũng có nhà ở, bây giờ bị người ta nói là nghèo hèn, dù thế nào cũng cảm thấy kỳ quái. Trước nay nàng chưa từng bị ai nói như vậy, đây xem như là lần đầu tiên. Hiền Mỹ, đừng đi vội, thương lượng chút đã, nếu không tiểu trấn lại làm loạn. Lúc này Hà Quang Minh mở miệng nói. Lâm Hiền Mỹ nghe được lời nói của Hà Quang Minh thì cũng không giảm bớt dáng vẻ kiêu ngạo, nàng gật đầu không quá tình nguyện. Được rồi, vậy anh nói với cô ta đi, tôi không muốn nói chuyện với kẻ nghèo. Hà Quang Minh dùng ánh mắt lơ đãng nhìn Lãnh Băng Băng, trong mắt lơ đãng có chút ý nghĩa khác lạ, cuối cùng mở miệng. Lãnh tiểu thư, theo ý của tôi và Hiền Mỹ, Lãnh Hồng Bác muốn giết con chúng tôi nhất định phải cho hắn ngồi tù. Nhưng tiểu trấn nhà chúng tôi si tình, vì vậy nó đề xuất một điều kiện, chỉ cần Vương Vi tình nguyện làm bạn gái của nó, chúng tôi sẽ không tiếp tục truy cứu vấn đề, xem như hòa giải. Cái gì? Vương Vi la lên. Hà Trấn có biết xấu hổ không? Không, tôi không đồng ý. Lãnh Hồng Bác cũng lên tiếng. Cô nói ai không biết xấu hổ? Lâm Hiền Mỹ nổi giận, nàng vọt đến trước mặt Vương Vi. Tôi nói cho cô biết, tiểu trấn nhà chúng tôi vừa ý cô. Đây là phúc ba đời nhà cô, không biết bao nhiêu cô gái muốn đến với tiểu trấn nhà chúng tôi, tiểu trấn còn không muốn. Lâm Hiền Mỹ không đợi Vương Vi nói chuyện mà hừ một tiếng. Cô cho rằng mình đẹp lắm sao? Nếu không phải tiểu trấn thích cô thì tôi cảm thấy cô cực kỳ chướng mắt. Nhà tôi có nhiều tiền, tiểu trấn thích cái gì, dù là ngôi sao hay người mẫu, nó thích chơi thì cứ chơi, một ngày đổi 10 con như cô cũng không thành vấn đề. Bà! Vương Vi tức đến mức gương mặt trắng bệch. Nàng không biết phản bác thế nào. Xem ra chúng ta không có gì cần thương lượng. Vẻ mặt của Lãnh Băng Băng cũng rất khó coi. Các người có thể ra về. Lãnh tiểu thư, tôi khuyên cô nên suy xét cho kỹ. Vụ án này nếu kéo lên tòa thì bây giờ có rất nhiều căn cứ bất lợi cho các người. Còn nữa, Lãnh tiểu thư tình nghi bao che cho thân nhân, dư luận rất bất lợi với cô. Nếu sự việc tiếp tục náo loạn thì các người không có bất kỳ điều gì tốt. Hà Quang Minh bắt đầu uy hiếp trực tiếp. Hà tiên sinh, tôi cũng có vài lời muốn nói cho anh biết, sự việc náo loạn thì các người cũng không có gì tốt, đừng tưởng rằng các người có chút tiền thì thích làm gì cũng được. Năm xưa các người vũ nhục một nữ sinh và có thể dùng tiền để xí xóa, bây giờ đám phóng viên và nhân chứng cũng bị các người dùng tiền mua chuộc, tôi nói cho các người biết, tất cả những thứ như vậy không thể làm gì được với tôi. Lãnh Băng Băng hừ nhẹ một tiếng. Bây giờ các người cút ra cho tôi. Cô dám nói chúng tôi cút đi sao? Bà đi Trung Nam Hải còn chưa có kẻ nào dám nói như vậy. Lâm Hiền Mỹ thở hổn hển nói. Đuổi bọn họ ra. Lãnh Băng Băng vung tay lên, đám vệ sĩ đi tới và chuẩn bị hành động. Tự chúng tôi đi. Hà Quang Minh hét lớn, sau đó hắn nhìn Lãnh Băng Băng bằng ánh mắt âm trầm. Lãnh tiểu thư, cô sẽ hối hận. Vẫn là chị lợi hại. Vương Vi có chút vui vẻ, khi thấy Lãnh Băng Băng đuổi hai vợ chồng Hà Quang Minh ra ngoài, nàng cảm thấy rất hả giận. Hà Quang Minh và Lâm Hiền Mỹ xoay người chuẩn bị bỏ đi, nhưng đúng lúc này đã có người chắn ngang đường, người này còn nói một câu. Này, hai người đừng đi vội, thật ra tôi cảm thấy lời đề nghị của các người là khá tốt, để cho Vương Vi làm bạn gái của đứa con ngu ngốc của các người cũng được. Hà Quang Minh và Lâm Hiền Mỹ chợt sững sờ, sau đó lại nổi giận, hầu như cùng nhau hét lên. Mày mắng ai? Lãnh Hồng Bác và Vương Vi cũng ngẩn ngơ, anh rể làm quái gì vậy? Lãnh Băng Băng cũng buồn bực, nàng không phải nhớ rõ Hạ Thiên không cùng mình xuống lầu sao? Vì sao bây giờ lại đi từ ngoài vào? Chồng, để bọn họ đi thôi. Dù có chút mê hoặc nhưng Lãnh Băng Băng vẫn nói một câu. Hạ Thiên cười hì hì. Băng Băng, thật ra tôi nói rất chân thành, tôi cảm thấy lời đề nghị của bọn họ khá tốt. Chồng, đừng làm loạn, Vương Vi là bạn gái của Lãnh Hồng Bác, sao có thể đồng ý làm bạn gái của Hà Trấn? Lãnh Băng Băng có chút bất đắc dĩ, Hạ Thiên này đang làm trò gì vậy? Băng Băng, thật ra không sao, dù sao thì Hà Trấn kia cũng sắp chết, dù Vương Vi có đồng ý cũng chẳng sao.
Hạ Thiên vẫn cười hì hì. Mày nói gì? Lâm Hiền Mỹ nổi giận. Mày trù ẻo tiểu trấn nhà tao sao? Chương 930, thứ tôi không thiếu chính là tiền. Này người quái dị, tôi không có hứng thú với đứa con ngu ngốc của bà, nhưng tòa biệt thự bên kia vừa mới sập, đứa con ngu ngốc của các người hình như bị vùi lấp bên dưới, sống hay chết tôi không biết, nhưng nếu bây giờ bà không chạy đi cứu, sợ rằng tám phần sẽ chết. Hạ Thiên lười biếng nói. Cái gì, không thể nào. Vẻ mặt Lâm Hiền Mỹ chợt biến đổi lớn, nhưng nàng thật sự không cãi nhau với Hạ Thiên, nàng vội vàng xông ra ngoài. Một lúc sau mọi người chợt nghe thấy tiếng hô lớn. Có ai không, cứu mạng. Hà Quang Minh cũng hô lớn. Người đâu, cứu mạng. Đám người Lãnh Hồng Bác nghe được những tiếng kêu gào của Hà Quang Minh và Lâm Hiền Mỹ mà đưa mắt nhìn nhau, khoảnh khắc này chẳng ai biết có chuyện gì xảy ra. Lãnh Băng Băng lại hiểu được vài phần, có lẽ Hạ Thiên lại làm điều gì đó. Băng Băng, chúng ta đi xem náo nhiệt. Hạ Thiên lúc này lóe người đến bên cạnh Lãnh Băng Băng, hắn nắm tay nàng đi ra ngoài. Chúng ta cũng đi xem. Vương Vi có chút hiếu kỳ, nàng néo tay Lãnh Hồng Bác đi ra ngoài. Ngay sau đó tất cả đều đi ra ngoài, kể cả cha mẹ Lãnh Hồng Bác và bốn tên vệ sĩ. Dù bây giờ là buổi tối nhưng trong khu dân cư có đèn đường, tuy không sáng như ban ngày nhưng lại dễ dàng thấy rõ tình huống của những tòa biệt thự bên cạnh. Nhưng khi đưa mắt nhìn thì ai cũng ngẩn ngơ, tòa biệt thự kia sao lại sập rồi. Người đâu, có ai không, mau đến hỗ trợ, bên trong có người, có con tôi. Lâm Hiền Mỹ lúc này gào lên điên cuồng. Mau lên, các người mau lại đây, sao chậm chạp như vậy? Hà Quang Minh gào với điện thoại, có vẻ đang gọi cảnh sát. Đáng tiếc là dù Hà Quang Minh có kêu gào thế nào thì cảnh sát cũng không đến nhanh như vậy, vì thế muốn móc được người bên trong ra còn phải mất rất nhiều thời gian. Các người ai tình nguyện cứu người giúp tôi? Nếu tình nguyện tôi sẽ cho mỗi người 100 ngàn. Hà Quang Minh quay đầu nhìn đám người Hạ Thiên. Hắn bắt đầu dùng thế tấn công tiền tài khó thể bỏ qua. Ngu ngốc! Hạ Thiên lười biếng mắng một câu. Còn những người khác cũng đều thờ ơ, 100 ngàn tuy không ít, tuy cũng làm người ta động tâm nhưng người ở đây đều không ai muốn ra tay cứu giúp. Lãnh Băng Băng chướng mắt vì chút tiền như vậy, Lãnh Hồng Bác và Vương Vi cũng không muốn cứu kẻ địch của mình, cha mẹ của Lãnh Hồng Bác cũng không muốn. Còn đám vệ sĩ, cho dù bọn họ tình nguyện nhưng thấy Hạ Thiên không nhúc nhích thì chẳng dám làm gì. 1 triệu. Hà Quang Minh lớn tiếng gào thét. Ai có thể cứu được con tôi cho 1 triệu. Đáng tiếc vẫn không ai lên tiếng, lúc này Hạ Thiên cũng lười mắng người. 10 triệu, tôi cho 10 triệu, chỉ cần các người có thể cứu con tôi sẽ cho các người 10 triệu. Lâm Hiền Mỹ lúc này cũng chạy đến và hét lên điên cuồng. Mau cứu con tôi ra, chỉ cần con tôi không sao, các người muốn bao nhiêu cũng được. Bà có nhiều tiền lắm sao? Hạ Thiên lúc này mở miệng hỏi một câu, bộ dạng rất hứng thú. Tất nhiên, chúng tôi không thiếu tiền. Lâm Hiền Mỹ vẫn không quên khoe của. Thật ra tôi có thể cứu đứa con ngu ngốc của các người. Hạ Thiên không nhanh không chậm nói. Vậy cứu mau lên. Lâm Hiền Mỹ giống lên, lúc này nàng không quan tâm Hạ Thiên có mắng con mình hay không. Hạ Thiên dùng ánh mắt buồn bực nhìn Lâm Hiền Mỹ. Tôi không quen bà, càng không quen đứa con ngu ngốc của bà. Sao tôi phải cứu nó? Tôi có thể cho cậu tiền, 10 triệu, chỉ cần cậu cứu được tiểu trấn nhà tôi. Không, có thể cho cậu 100 triệu, tóm lại chỉ cần cậu cứu con tôi ra là được. Lâm Hiền Mỹ nhanh chóng nói. 100 triệu. Hạ Thiên lầm bầm. Hình như con số khá lớn. Còn do dự gì nữa? Mau cứu người. Lâm Hiền Mỹ thúc giục. Lãnh Hồng Bác và Vương Vi không khỏi nhìn Hạ Thiên, thầm nghĩ anh rể không phải muốn cứu người đấy chứ. Lãnh Băng Băng cũng không hiểu Hạ Thiên đang giở trò quỷ gì, nàng thấy căn nhà kia có hơn phân nửa là bị hắn làm sập, còn vì sao hắn làm sập nhà? Có lẽ vì có người dình nàng, người này gần đây có lòng chiếm hữu rất nặng, hắn đã muốn trả thù thì sao có thể cứu người? Đột nhiên Lãnh Băng Băng sinh ra ý nghĩ cổ quái, nếu người ta cho tên kia 1 tỷ, liệu hắn có bán nàng đi không? Lãnh Băng Băng cảm thấy mình không dám khẳng định, nàng nhớ trước kia có nhiều tình huống cùng loại. Chỉ cần 5 triệu thì đàn ông phần lớn đã bán phụ nữ của mình đi. Nàng thật sự không dám đảm bảo mình trong suy nghĩ của Hạ Thiên có thể vượt qua con số 100 triệu. Nhưng đúng lúc này Hạ Thiên lại nói. Ôi, thật đáng tiếc, tuy 100 triệu là rất nhiều nhưng gần đây tôi không thiếu tiền, vì vậy tôi không ham, tôi cảm thấy để con các người chết đi càng tốt. Lãnh Băng Băng nghe nói như vậy thì chợt thở ra,
là một cảnh sát, nàng cảm thấy không cứu giúp người ta là không được. Nhưng là một người phụ nữ, lúc này nàng thật sự không hy vọng Hạ Thiên có thể đi cứu người, đặc biệt không cứu người vì tiền. Cậu dám đùa bỡn tôi sao? Lâm Hiền Mỹ thật sự tức giận. Không sai, tôi chính là đùa giỡn bà. Hạ Thiên nghiêm trang trả lời. Cậu chờ đó cho tôi. Lâm Hiền Mỹ tức đến mức toàn thân run rẩy. Yên tâm, tôi sẽ chờ. Hạ Thiên cười hì hì. Tôi sẽ chờ đến khi đứa con chết bầm của bà được lôi ra. Hạ Thiên dừng lại một chút rồi bổ sung. Thật ra con của các người cũng không tệ, ít nhất cũng có một thằng phóng viên đi cùng. Bà xem, nó chết còn có người đi theo làm bạn, đáng tiếc đó không phải là phụ nữ. Lãnh Hồng Bác và Vương Vi lúc này đã cảm thấy hết giận, anh rể của bọn họ quá hùng mạnh, thậm chí còn làm tốt hơn cả chị gái lúc vừa rồi. Đám vệ sĩ thì có chút đồng tình với Lâm Hiền Mỹ, người phụ nữ này đúng là không biết sống chết, dám đắc tội với cả Lãnh Băng Băng, thật sự không sợ chết. Bà ta không biết Lãnh Băng Băng là phụ nữ của Hạ Thiên sao? Ở thành phố Giang Hải này ai cũng có thể đắc tội nhưng phụ nữ của Hạ Thiên thì đừng nên động vào. Vài phút sau xe cứu hỏa và cứu thương trước sau chạy đến, sau một lúc đào bới thì Hà Trấn và một tên phóng viên bị chôn vùi cũng được móc ra, đáng tiếc là đã quá muộn, đám bác sĩ ra vẻ cấp cứu một lúc, cuối cùng tuyên bố bọn họ đã chết. Không, không thể nào, Tiểu Trấn sẽ không chết, sẽ không chết. Lâm Hiền Mỹ thiếu chút nữa đã phát điên, nàng điên cuồng kéo một tên bác sĩ. Anh mau cứu nó còn chưa chết. Đúng là ngu ngốc, con bà toi lâu rồi. Hạ Thiên ở bên cạnh xem náo nhiệt, lúc này hắn lười biếng nói một câu. Chương 931, ông sẽ gặp báo ứng. Là mày, nhất định là mày hại chết Tiểu Trấn nhà tao, tao liều mạng với mày. Lâm Hiền Mỹ vốn đang quấn lấy bác sĩ, nàng nghe Hạ Thiên nói như vậy thì chợt tỉnh ngộ, sau đó vọt về phía Hạ Thiên, nhưng nàng cũng không được như ý nguyện, vì có hai cảnh sát tham gia cứu viện chặn nàng lại. Nữ sĩ, làm phiền chị tỉnh táo một chút. Một tên cảnh sát mở miệng khuyên một câu, trong lòng thầm nói, người này muốn liều mạng với Hạ Thiên sao? Nếu như vậy sẽ làm liên lụy đến mình. Trong thành phố Giang Hải có lẽ không có mấy người biết Lãnh Băng Băng, cũng không có mấy ai biết đến Hạ Thiên, nhưng điều này cũng không có nghĩa là đám cảnh sát không nhận ra, bọn họ không có mấy người không biết hai người này. Dù là cảnh sát phòng cháy thì cũng cơ bản biết đến Hạ Thiên, thật ra điều này cũng là bình thường, khi bọn họ nói chuyện với bạn bè, ai cũng được biết. Vì thế mà sự việc lan truyền rất nhanh. Thả tôi ra, thả ra, chính là thằng khốn này, chính nó, đám người Lãnh gia là kẻ giết người. Lâm Hiền Mỹ ở bên kia còn điên cuồng gào lên. Người đầu tiên nói biệt thự sập chính là nó, cũng chính là nó nói con tôi chết, tôi thấy chính nó là kẻ đẩy ngã biệt thự, nhất định là nó. Này, đừng ăn nói bậy bạ, một căn biệt thự không phải nhà lá, sao có thể sập được. Vương Vi ở bên cạnh không khỏi giúp Hạ Thiên nói chuyện. Tôi thấy Hà Trấn làm nhiều chuyện xấu, vì vậy bây giờ gặp phải báo ứng. Đúng vậy, ông trời có mắt. Lãnh Hồng Bác cũng hát đệm cho bạn gái. Những lời nói của Vương Vi có vẻ hợp tình hợp lý, vì dựa theo lẽ thường thì chẳng ai có thể đẩy ngã một tòa biệt thự được, nhưng đám người ở đây vẫn phải đưa mắt nhìn Hạ Thiên, vì nhiều chuyện có vẻ không hợp lý nhưng liên quan đến đối phương thì sợ rằng sẽ trở thành sự thật. Khoảnh khắc này những tên cảnh sát và vài tên vệ sĩ đều cảm thấy Lâm Hiền Mỹ nói không sai. Có thể là Hạ Thiên đẩy ngã biệt thự. Còn Lãnh Băng Băng thì không nghi ngờ, nàng chắc chắn xác nhận điều này do Hạ Thiên làm, nếu không thì một tòa biệt thự đang chắc chắn sao có thể sập xuống. Thúi lắm, bà không tin báo ứng, chính là chúng mày hại chết con tao, tao phải tố cáo, phải để chúng mày đưa ra tử hình. Lâm Hiền Mỹ gào lên điên cuồng. Hạ Thiên lúc này lại nói. Này, bà quái dị, tôi nói cho bà biết, thật ra có báo ứng, nhưng không phải Thượng Đế báo ứng. Mọi người thầm nghĩ và cảm thấy không sai, dù thật sự có báo ứng cũng chưa chắc là chuyện mà Thượng Đế quan tâm, vì ông Thượng Đế ở bên Tây, mà đây lại là phương Đông. Nhưng Hạ Thiên vẫn tiếp tục. Đắc tội với vợ tôi thì sẽ gặp báo ứng, đứa con ngu ngốc của bà dám dùng kính viễn vọng nhìn lén vợ tôi, vì vậy nó phải chết, đó là báo ứng. Nghe thấy chưa, các người nghe thấy chưa, chính hắn giết chết con tôi, mau bắt hắn lại. Lâm Hiền Mỹ khàn giọng quát. Hà Quang Minh nãy giờ không nói lời nào, chỉ biết đứng đơ với vẻ mặt khổ sở, lúc này hắn đột nhiên dùng ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên. Con tao do mày hại chết sao? Tôi đã nói rồi, đó là báo ứng. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Còn nữa, ông đừng nhìn tôi như vậy, coi chừng gặp báo ứng.
Được, tiểu tử mày ngon lắm, dù thế nào thì Hà Quang Minh tao cũng xin thề, sẽ không bỏ qua cho mày. Hà Quang Minh dùng ánh mắt hung hăng nhìn Hạ Thiên, sau đó dùng ánh mắt hung ác nhìn sang đám người Lãnh Băng Băng. Còn đám các người cũng sẽ như vậy, tao sẽ không bỏ qua cho chúng mày, sẽ để chúng mày đền mạng cho con tao. Đúng vậy, phải cho đám giết người này bị xử bắn. Lâm Hiền Mỹ cũng quát lên nghiêm nghị, nhưng còn chưa nói dứt lời thì đột nhiên không thể phát ra âm thanh nào khác, thân thể chợt mềm nhũn, nàng ngã chúi người xuống đất. Hiền Mỹ! Hà Quang Minh lập tức cảm thấy tình huống không đúng, hắn vội vàng hô lên, nhưng hắn cũng giống như vợ, một giây sau thân thể đã mềm nhũn và ngã chúi người xuống. Bác sĩ đâu, mau đến đây! Đám cảnh sát thấy tình huống không đúng thì vội vàng hô lớn, xe cứu thương còn chưa đi, bác sĩ tất nhiên vẫn còn ở đây. Bác sĩ lại chạy đến cứu người, cuối cùng tuyên bố tử vong, kết luận sơ bộ là đột tử. Này, tôi đã sớm nói rồi, đắc tội với vợ tôi sẽ gặp báo ứng, sao lại không tin? Thấy chưa, toi hết rồi. Hạ Thiên ở bên kia lầm bầm nói, sau đó hắn ngáp một cái. Băng Băng, không còn gì vui, chúng ta về ngủ thôi. Hạ Thiên kéo Lãnh Băng Băng đi về phía nhà nàng, đám người ở đây đều nhìn theo bóng lưng hai người, một số người không khỏi rùng mình. Hầu như ai cũng có một ý nghĩ, đó là ngàn vạn lần không nên đắc tội với vợ Hạ Thiên. Dù mọi người thật sự không thấy gì nhưng bây giờ chỉ cần không phải là kẻ ngu cũng đoán được cái chết của Hà Quang Minh và Lâm Hiền Mỹ chắc chắn có liên quan đến Hạ Thiên. Sau khi về nhà thì Lãnh Băng Băng kéo Hạ Thiên lên lầu, sau đó nàng không nhịn được phải hỏi. Sao cậu lại ra tay với bọn họ? Tuy bọn họ không phải thứ tốt đẹp gì, nhưng cậu như vậy cũng quá. Tuy Lãnh Băng Băng biết rõ Hạ Thiên đã ra tay với không ít người, nhưng nàng là một cảnh sát, dù sao nàng cũng cảm thấy thủ đoạn kia quá dữ dội. Cảnh sát tỷ tỷ, dù sao bọn họ cũng chẳng phải thứ gì tốt, hơn nữa từ khi tôi phát hiện tên phế vật Lý Minh Hiên kia muốn đả thương chị, tôi thấy nên xử lý sớm thì hay hơn. Hạ Thiên dùng giọng không nhanh không chậm nói, sau đó hắn còn cảm khái nói một câu. Tôi phát hiện nhị sư phụ nói đúng, muốn đối phương không có cơ hội trả thù, phải ra tay triệt để hơn. Lãnh Băng Băng há miệng định nói gì đó nhưng không nên lời. Lãnh Băng Băng trầm mặc một lúc rồi khẽ nói. Thôi được, thời gian không còn sớm, chúng ta đi ngủ thôi. Được. Hạ Thiên tất nhiên cầu còn chưa được, hắn vòng tay ôm eo Lãnh Băng Băng, sau đó hôn lên cặp môi đỏ mọng của nàng. Nhưng khi hôn chưa được một phút thì Hạ Thiên đã buông Lãnh Băng Băng ra, sau đó hắn nói với vẻ mặt cầu xin. Băng Băng, tôi nên đi. Lãnh Băng Băng chợt mơ hồ. Sao vậy, cậu, tối nay cậu có việc gì sao? Tôi không sao, nhưng chị Băng Băng sẽ lập tức có việc. Vẻ mặt Hạ Thiên như ăn phải thuốc đắng. Một người thân thích của chị sắp đến, chị phải chiêu đãi cô ta. Cậu nói gì vậy? Lãnh Băng Băng trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Tôi làm gì có người thân nào khác, cậu mợ và em họ của tôi đều ở đây hết rồi. Không phải, chị Băng Băng, chị còn có một thân thích cực kỳ đáng ghét. Hạ Thiên nói với vẻ mặt bức bối. Lãnh Băng Băng chợt mơ hồ. Này, rốt cuộc cậu nói ai vậy? Lãnh Băng Băng vừa mê hoặc vừa tức giận, lưu manh này đang chơi trò gì vậy? Nàng chuẩn bị đêm nay cùng hắn, để đền bù tâm nguyện, sao hắn lại đi? Đi cũng không sao, việc quái gì phải tìm cớ chứ? Chương 932, chị của mẹ chị sẽ đến sao? Băng Băng, chị của mẹ chị sao sẽ đến? Hạ Thiên nói với vẻ mặt đau khổ. Hắn thật sự rất bức bối, sao hắn lại xui xẻo như vậy? Sao, Kinh Nguyệt? Cậu nói lung tung tôi sẽ tức giận, mẹ tôi làm gì có chị? Lãnh Băng Băng nổi giận, nhưng nàng nói đến đây thì chợt có phản ứng. Cái gì, cậu nói cái kia, sẽ sắp đến. Đúng vậy. Hạ Thiên dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Lãnh Băng Băng. Tôi thấy, tôi không nên ở lại. Lãnh Băng Băng chợt dở khóc dở cười. Nàng coi như biết rõ vì sao bộ dạng Hạ Thiên rất bức bối, đàn ông mà gặp phải chuyện này thì sẽ cực kỳ khó hiểu. Trong lòng Lãnh Băng Băng cũng có chút tức giận, lưu manh này thích nói lòng vòng, cái gì là chị của mẹ sắp đến, không thể nói kỳ kinh của nàng sắp đến được sao. Phụ nữ mỗi tháng đều có một ngày như vậy, kinh nguyệt đến là bình thường. Lãnh Băng Băng cũng tính toán lại thời gian, quả thật chính là những ngày này, mà Hạ Thiên là thần y, vì vậy nàng cũng tin tưởng hắn. Tuy bây giờ nàng còn chưa cảm giác được nhưng phần hông của nàng đã rất mỏi, có lẽ lát nữa sẽ đến. Được rồi, đừng buồn bực, cậu không thể đợi thêm vài ngày nữa được sao?
Lãnh Băng Băng thấy Hạ Thiên như vậy thì không khỏi cảm thấy buồn cười, hắn sao lại cứ như vậy? Giống như con nít không bằng. Băng Băng, tôi phải đến huyện Mộc Dương. Hạ Thiên vẫn rất bức bối. Lại phải đi sao? Lãnh Băng Băng chợt ngây người. Đúng vậy, Tiểu Kiều đã đến trước, tôi vốn chuẩn bị đợi vài ngày, nhưng xem ra ngày mai nên đi. Hạ Thiên có chút bất đắc dĩ, dựa theo kế hoạch thì đêm nay hắn ăn sạch cảnh sát tỷ tỷ sẽ đợi thêm vài ngày nữa. Nhưng bây giờ cảnh sát tỷ tỷ đã không thể ăn, vài ngày sau cũng không thể, hắn chẳng thể nào chờ dược, nếu đã như vậy thì hắn nên đến huyện Mộc Dương cùng đoàn tụ với Kiều Tiểu Kiều. Như vậy cũng được, cậu nên đi sớm. Lãnh Băng Băng khẽ gật đầu. Nhưng huyện Mộc Dương cũng không cách quá xa nơi đây, chạy xe chỉ mất 3 giờ, bất cứ lúc nào cậu cũng có thể quay về. Lãnh Băng Băng vừa nói đến đây thì đột nhiên cảm thấy có gì đó khác lạ, nàng vội vàng nói một câu. Trước tiên tôi đi toilet, à, cậu cũng nên đi thôi. Lãnh Băng Băng vội vàng vào toilet, rõ ràng thứ kia đã đến, y thuật của Lưu Manh quá chuẩn. Tuy phụ nữ khi đến những thời điểm này cũng hy vọng được cùng đàn ông, nhưng Lãnh Băng Băng cảm thấy nên bỏ qua, nàng cảm thấy đó thật sự là tra tấn với. Nếu Hạ Thiên ngủ lại vào lúc này, nằm gần bên cạnh một đại mỹ nữa mà không được ăn, điều này thật sự là tra tấn, vì vậy nên thả hắn đến với người phụ nữ khác cho rồi. Buổi tối Hạ Thiên tất nhiên sẽ đến nhà Vân Thanh, có thân thể trưởng thành của Vân Thanh làm giải khuyến khích, hắn cũng nhanh chóng không còn quá nhiều cảm giác bực bội. Sáng ngày hôm sau hai người thức dậy sớm, sau đó cùng nhau chạy về huyện Mộc Dương. Lúc này cũng chỉ có hai người Vân Thanh đi, vì trước đó Thạch Trường Canh đã đưa Thạch Thuần và Vân Tú Mai về huyện Mộc Dương, còn Vân Tiểu Đông lại bị Vân Thanh bắt ở lại thành phố Giang Hải. Lần này vì sự kiện Thạch Trường Canh mà Vân Thanh ý thức được một vấn đề, đó là không có mấy người vượt qua lực ảnh hưởng của người đàn ông của mình ở thành phố Giang Hải. Vân Thanh vì muốn gặp mặt Thạch Trường Canh một lần mà chạy đến văn phòng ủy ban kỷ luật tỉnh ủy rất nhiều lần, nhưng nàng không được như ước nguyện. Cuối cùng Hạ Thiên trực tiếp đến đưa Thạch Trường Canh đi, sự việc không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Tất nhiên Thạch Trường Canh không phải hoàn toàn không có việc gì, nhưng sau khi được Hạ Thiên đưa ra thì có người đến tìm và lén đạt thành hiệp nghị với hắn. Nội dung của hiệp nghị rất đơn giản, đó chính là ủy ban kỷ luật sẽ không tiếp tục điều tra về Thạch Trường Canh, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn phải từ bỏ tất cả chức vụ hiện tại, sau đó bàn giao công tác và xin nghỉ hưu sớm. Dù xét theo phương diện nào đó thì Thạch Trường Canh rõ ràng là mất đi tất cả, nhưng hắn thấy đây là kết quả tốt nhất, hắn sẽ không phải ngồi tù, có thể cùng sống với con gái, tự tay nuôi dưỡng con nên người, mỗi tháng còn có lương hưu. Điều duy nhất cảm thấy tiếc nuối chỉ là mất đi quyền lực mà thôi. Nhưng Thạch Trường Canh cũng không ngại, trước kia hắn không ngừng bò cao chỉ vì muốn có quyền lực để bảo vệ một người nào đó, cũng chính là Vân Phương, mẹ của Vân Thanh. Sau khi Vân Phương chết đi thì hắn vẫn không nỡ buông tha quyền lực, vì hắn còn phải bảo vệ con, nhưng bây giờ hắn cảm thấy đã không cần. Không phải con gái của Thạch Trường Canh không cần được bảo vệ nữa, chẳng qua bây giờ con bé có chị bảo vệ, dù hắn mất đi quyền lực nhưng con gái vẫn không sao. Sau khi hắn được Hạ Thiên đưa ra khỏi ủy ban kỷ luật thì càng vững tin vào điều này. Chồng, tôi đã định sau này không còn làm nghiệp vụ luật sư, tôi sẽ mở một công ty xây dựng, sau này sẽ phát triển ở huyện Mộc Dương, cậu cảm thấy có được không? Vân Thanh vừa lái xe vừa hỏi Hạ Thiên. Tất nhiên là được, huyện Mộc Dương cũng rất tốt, gần Thanh Phong Sơn. Hạ Thiên tất nhiên không có ý kiến với vấn đề này, sau đó hắn còn bổ sung thêm một câu. Nhưng, chị Vân Thanh... Chờ đến khi chúng ta xây nhà ở thành phố Giang Hải, chị cũng phải đến đó ở. Tất nhiên chuyện đi lại cũng không có vấn đề, tiền đa đa hình như đã mua trực thăng, từ Giang Hải đến Mộc Dương rất gần. Hạ Thiên gần đây cũng không quan tâm đến chuyện nhà cửa, mà tiền đa đa không tìm đến hắn thì chắc chắn không có vấn đề, hắn cũng không quan tâm, chỉ cần nhà xây xong thì hắn sẽ trực tiếp đến nghiệm thu. Không xong, sao sương mù dày đặc thế này? Vân Thanh không khỏi nhíu mày. Khi ra khỏi nhà thì còn chưa thấy sương, mặt trời cũng còn chưa mọc. Nào ngờ đi được một lúc thì sương mù bắt đầu túa ra, hơn nữa càng lúc càng dày, vì vậy mà Vân Thanh không khỏi giảm bớt tốc độ, nàng cũng không muốn xảy ra tai nạn. Chị Vân Thanh, không sao, tôi có thể thấy rất rõ, khi nào có xe tôi sẽ nói cho chị biết. Hạ Thiên mở miệng nói. Vân Thanh nghe Hạ Thiên nói như vậy thì an tâm hơn, vì từ Giang Hải đến Mộc Dương phần lớn cũng không có nhiều xe. Hơn nữa lại là đường cao tốc, tỷ lệ phát sinh tai nạn là rất nhỏ. Nhưng Vân Thanh có lẽ đã quá lạc quan, khi nàng chạy được nửa giờ thì Hạ Thiên đột nhiên nói. Chị Vân Thanh,
phía trước kẹt xe, hình như có tai nạn, đường bị chặn. Hạ Thiên lại an ủi một câu. Nhưng không sao, tôi sẽ đi lên mở đường, chúng ta có thể đi qua ngay. Hạ Thiên đã có kinh nghiệm với sự việc thế này, vì vậy hắn quyết định dùng phương án dọn dẹp lòng lề đường. Chương 933, đừng dụng hư xe vợ tôi. Trước đó Hạ Thiên từ nước ngoài quay về Giang Hải đã từng gặp phải một vụ tai nạn xe cộ, nếu so sánh thì vụ tai nạn lần này cũng không tính là nghiêm trọng, dù sao nơi đây không có nhiều xe, chỉ có 3 chiếc xe đụng vào nhau, người trong xe cũng không bị thương. Nhưng đoạn đường này không được rộng, 3 chiếc xe vừa vặn chắn hơn nửa đường, bây giờ chưa có cảnh sát đến, cũng chưa thể di rời, vì vậy mà vài chiếc xe khác không thể đi qua. Những năm gần đây ai cũng cảm thấy mình là tay lái lụa, luôn cảm thấy mình là may mắn nhất, vì vậy dù trời đầy sương cũng cảm thấy mình chạy xe là an toàn nhất, kết quả là tông xe, cuối cùng thì xe nát người chết. Bây giờ thì xe đụng vào nhau, chỉ có xe bị hỏng, người không sao, vì vậy mà bọn họ có đủ sức lực để cãi nhau. Mày lái xe kiểu gì vậy? Mày không thấy ông thắng lại sao? Một tên lái xe hùng hổ nói. Này, chú nói gì thế? Sương mù quá nhiều, chú thắng gấp, bố ai phản ứng cho kịp. Tên lái xe kia không tỏ ra yếu thế. Tất cả im mồm. Hạ Thiên bất mãn nói một câu. Mày là, trời. Một tên lái xe dùng giọng mất hứng chất vấn Hạ Thiên, sau đó hắn há hốc mồm nói không nên lời, bộ dạng choáng toàn tập. Vì lúc này hắn thấy Hạ Thiên nhấc chiếc xe của mình vứt sang một bên, điều này làm hắn nghi ngờ mình nằm mơ. Điều này, con bà nó, đó là xe của tao. Một tên tài xế khác cũng trợn mắt há mồm, mãi đến khi hắn thấy Hạ Thiên nhấc xe của mình ném sang ven đường mới đau lòng nói một câu. Hạ Thiên lúc này vung chân đá văng chiếc xe cuối cùng ra ven đường, vì vậy mà con đường chợt thông thoáng, nhưng vài tên lái xe lại choáng váng, con bà nó, siêu nhân ở đâu chạy ra vậy? Nhưng siêu nhân nước Mỹ thường ra tay hành hiệp trượng nghĩa, bây giờ bọn họ gặp siêu nhân Trung Quốc, nhưng con bà nó, thằng này phải gọi là siêu phá xe mới đúng. Đúng lúc này mọi người nghe thấy một giọng nữ cực kỳ lo lắng. Dừng xe, mau dừng xe. Tuy sương rất nhiều nhưng vì khoảng cách không quá xa nên mọi người vẫn nhìn thấy rất rõ ràng, vài người nhìn theo phía phát ra âm thanh, sau đó thấy một chiếc xe dừng bên đường, bên cạnh xe có một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp. Lúc này điều hấp dẫn bọn họ nhất không phải là người phụ nữ này, đó là một chiếc xe đang phóng thẳng về phía nàng. Két! Một tiếng thắng gấp vang lên chói tai, rõ ràng đến lúc này chủ nhân của chiếc xe kia mới kịp phản ứng, nhưng vấn đề là đã quá muộn, đã sắp tông vào chiếc xe của người đẹp phía trước. Nhìn vài giây sau đám người thấy âm thanh va chạm không vang lên như dự đoán của mình, bọn họ dụi mắt nhìn, cuối cùng ngây ngốc. Đúng là không hiểu nổi, tên kia hình như là một phiên bản của siêu nhân. Hắn dùng một tay chống đỡ chiếc xe. Chồng, cậu không sao chứ? Vân Thanh càng hoảng sợ, nhưng nàng thấy Hạ Thiên vẫn bình yên vô sự, nàng cũng yên lòng. Cậu. Lái xe là một người đàn ông hơn 20, gầy tong teo, đeo kính, trên tay còn cầm điện thoại, vẻ mặt tái nhợt, rõ ràng bị tình cảnh vừa rồi làm cho hoảng sợ. Này, anh muốn chết cũng không sao, đừng đụng hư xe của vợ tôi. Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn đối phương. Hắn tức giận nói, chẳng phải hắn muốn cứu người, chẳng qua người này sắp đụng hư xe của Vân Thanh. À, xấu hổ quá, tôi cận thị, lại vừa nhận được điện thoại của bạn gái, cũng không quá chú ý. Hơn nữa đây là xe mượn, chạy không quen, thắng cũng không ăn lắm. Tên đàn ông gầy teo kịp phản ứng, hắn liên tục giải thích. Nhưng người này còn chưa giải thích xong thì phát hiện Hạ Thiên và Vân Thanh đã lên xe chạy đi, hoàn toàn không quan tâm đến hắn. Người này chợt ngẩn ngơ. Sau đó hắn mới nhớ mình còn đang gọi điện thoại, vì vậy hắn vội vàng cầm điện thoại nói. Này, Tiểu Mi, alo, alo, gặp quỷ. Người đàn ông đặt điện thoại xuống rất bất đắc dĩ, hắn ngồi một lúc trong xe, sau khi bình ổn tâm tình thì tiếp tục lái xe về phía trước. Mãi đến lúc hơn 11 giờ thì sương mù trên đường dày đặc mới tán đi, Hạ Thiên và Vân Thanh tuy thức dậy sớm nhưng vì sương dày nên tốc độ xe rất chậm, vì vậy mãi đến trưa bọn họ mới đến huyện Mộc Dương. Tất nhiên lúc này hai người cũng không đến nhà hàng dùng cơm như trước, thực tế khi vừa đến huyện Mộc Dương thì bọn họ tách ra, Vân Thanh đến ăn cơm với Thạch Trường Canh vì đã có hẹn trước, còn Hạ Thiên thì phải đến tìm Kiều Tiểu Kiều. Hạ Thiên bây giờ xem như đã khá quen thuộc huyện Mộc Dương, nơi này khá nhỏ, ít đường, vì vậy rất dễ quen thuộc. Nơi đây không giống như thành phố Giang Hải, hắn phải ở trong thành phố Giang Hải khá lâu mới không bị đi lạc, nhưng vẫn còn nhiều chỗ hắn chưa từng đến bao giờ.
Khi còn đi trên xe thì Hạ Thiên đã điện thoại cho Kiều Tiểu Kiều, hắn biết lần này nàng vẫn ở trong khách sạn Đông Thăng như trước, nhưng gian phòng lại khác. Lần này nàng ở phòng 608, mà Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi lại ở phòng 607 đối diện. Sau khi tách đôi với Vân Thanh thì Hạ Thiên đến khách sạn Đông Thăng, khi vừa vào cửa thì đám bảo vệ chợt hoảng hồn, loại khốn nạn này sao lại đến đây rồi. Đám này làm bảo vệ khách sạn, mỗi ngày đều gặp rất nhiều khách khác biệt, nhưng bọn họ khắc ghi ấn tượng rất sâu với Hạ Thiên, vì vậy mà hắn vừa xuất hiện, bọn họ đã nhận ra ngay. Cũng may Hạ Thiên nhanh chóng lên lầu làm cho đám bảo vệ thở phào một hơi, bọn họ gặp mặt hắn thì sợ sẽ có chuyện không may, đúng là không có biện pháp, ai bảo hắn gây chuyện ở khách sạn này quá nhiều. Hạ Thiên đi đến bên ngoài phòng 608, hắn thấy cửa phòng không đóng, hắn đi vào, sau đó thấy Kiều Tiểu Kiều, Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi cũng có bên trong. Nhưng ngoài ba người thì vẫn còn một người đàn ông hơn 30, dáng người trung đẳng, nhìn qua rất phổ thông, cách ăn mặc cũng bình thường, quần jean áo sơ mi, còn đeo một đôi giày thể thao. Chồng. Khi thấy Hạ Thiên thì Kiều Tiểu Kiều vội vàng đứng lên, sau đó nàng nhìn về phía người đàn ông. Mã tiên sinh, xấu hổ quá, chồng tôi đến rồi, chúng ta tạm thời nói đến đây, tôi sẽ xem xét lời đề nghị của anh. Được rồi, Kiều Tiểu Thư, không quấy rầy cô, hy vọng cô có thể tiếp nhận lời đề nghị của tôi. Vị mã tiên sinh kia đứng lên rồi gật đầu với Hạ Thiên xem như chào hỏi, cuối cùng rời khỏi phòng. Chương 934, thực tế chính là tiêu chuẩn duy nhất kiểm nghiệm người đẹp. Anh ta tên là Mã Vạn Thông, tự xưng là cố vấn đầu tư, à, thật ra anh ta có thể xem là người trung gian, tự xưng có quan hệ với phòng đầu tư của huyện Mộc Dương, có thể giúp chúng ta giành được chiến thắng. Kiều Tiểu Kiều giới thiệu. Nhưng người này có khẩu vị quá lớn, mở miệng là muốn 1% trong tổng số tiền đầu tư, nếu chúng ta đầu tư 100 triệu thì anh ta muốn 1 triệu. Kiều Hoàng Nhi không khỏi nói một câu. Tôi thấy 8 phần là lừa đảo, 2 ngày qua chúng ta đã gặp nhiều người như vậy, ai cũng nói mình có quan hệ. Ngược lại cũng chưa chắc là lừa đảo. Kiều Tiểu Kiều lắc đầu. Dưới địa phương thì những mối quan hệ sẽ cực kỳ phức tạp, trước kia huyện Mộc Dương không tìm được đầu tư, nhưng lúc này Thanh Phong Sơn đưa đến nhiều tiếng vang lớn, bọn họ không lo về vấn đề đầu tư, vì vậy mà chuyển sang giai đoạn lựa chọn. Vì thế chúng ta muốn thành công phải tìm quan hệ, những người kia rõ ràng cũng thấy rõ tình huống. Bọn họ muốn lợi dụng cơ hội để kiếm chút đỉnh. Kiều Tiểu Thư, chẳng lẽ chúng ta bắt buộc phải cần đến sự hỗ trợ của loại người kia sao? Kiều Hoàng Nhi rõ ràng không có ấn tượng gì tốt với tên Mã Vạn Thông kia. Thật ra cũng không, nhưng chúng ta không nên đắc tội với bọn họ. Kiều Tiểu Kiều cười nhạt một tiếng. Thật ra người thường sẽ không biết danh sách đầu tư vào Thanh Phong Sơn, người này có thể trực tiếp đến tìm chúng ta, điều này chứng minh hắn có quan hệ với phía chính quyền. Chúng ta dù không hợp tác với hắn cũng không cần đắc tội hắn, nếu không hắn sẽ nói bậy bạ này nọ, như vậy sẽ không tốt. Kiều Hoàng Nhi nghe Kiều Tiểu Kiều nói như vậy thì cũng hiểu ra, nàng không nói gì nữa. Hạ Thiên nói một câu. Không cần sợ, nếu hắn dám nói bậy, tôi sẽ cho hắn sau này khỏi mở miệng. Không nói về vấn đề này nữa, chồng, chúng ta xuống lầu dùng cơm. Kiều Tiểu Kiều đề nghị. Được. Hạ Thiên gật đầu. Hắn nắm bàn tay nhỏ của Kiều Tiểu Kiều và chuẩn bị rời đi, đột nhiên hắn lại quay đầu nhìn Kiều Phượng Nhi, vẻ mặt cổ quái. Ủa, sao cô lại nhìn chằm chằm vào tôi như vậy? Tuy tôi biết mình rất tuấn tú, nhưng cô cũng không cần nhìn theo kiểu, mê trai, như vậy. Anh mau làm chỗ này của tôi nhỏ lại. Kiều Phượng Nhi dùng ánh mắt muốn ăn thịt người nhìn Hạ Thiên. Nếu không tôi sẽ liều mạng với anh. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào Kiều Phượng Nhi một lúc lâu. Sau đó hắn buồn bực nói. Đúng là kỳ quái, 2 ngày qua chỗ này của cô đã lớn hơn một chút, nhưng nếu so sánh tổng thể thì không được tốt so với trước kia, xem ra càng lớn không phải sẽ càng đẹp. Nói nhảm, tất nhiên không phải càng lớn càng đẹp. Kiều Phượng Nhi căm giận nói. Đây là chuyện mà kẻ ngốc cũng biết, anh còn muốn thử, có người nhàm chán như anh sao? Đại sư phụ nói thực tế là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm người đẹp, anh không thử thì sao biết được? Hạ Thiên nghiêm trang nói. Anh! Kiều Phượng Nhi chợt chán nản. Kiều Tiểu Kiều nhịn không được phải nở nụ cười, chồng nàng đôi khi là như vậy, thích chơi trò mò mẫm. Thực tế nàng cũng biết những gì Kiều Phượng Nhi gặp phải, 2 ngày qua Kiều Phượng Nhi cũng lén nói với nàng về vấn đề này, để nàng nói lời hỗ trợ với Hạ Thiên. Mà 2 ngày qua bộ ngực của Kiều Phượng Nhi ngày càng lớn, điều này làm cho Kiều Phượng Nhi ăn ngủ không yên. Chồng, anh đã nghiệm chứng ngực lớn chưa chắc đã đẹp.
như vậy đừng để ngực Phượng Nhi tiếp tục lớn lên nữa, như bây giờ là được rồi. Kiều Tiểu Kiều mở miệng nói. Được rồi, cũng không nên làm cho bộ ngực cô ta tiếp tục lớn, nếu không sau này sẽ ngày ngày gặp mặt bỏ sữa. Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó hắn rút ngân châm ra đâm lên ngực Kiều Phượng Nhi, cuối cùng còn có chút tiếc nuối. Lúc này tôi phát hiện nhỏ hơn một chút thì đẹp hơn. Hạ Thiên thu hồi ngân châm, hắn vẫn không thu ánh mắt, mục tiêu chính là một bộ vị nhỏ kinh người của Kiều Phượng Nhi. Anh nhìn gì vậy? Kiều Phượng Nhi vừa thẹn vừa giận, nàng rất muốn mắng Hạ Thiên, nhưng thấy đối phương sắp thi châm thì sợ không dám mắng, sợ đối phương mất hứng và biến bộ ngực nàng trở nên lớn tướng, như vậy thật sự rất phiền toái. Tục ngữ nói lòng dạ của phụ nữ là kim dưới đáy biển, Kiều Phượng Nhi tuy chưa chính thức biến thành phụ nữ nhưng tâm tư cũng cực kỳ khó xem xét. Trước kia nàng còn bực mình vì hai quả núi nhỏ hơn của Kiều Hoàng Nhi, nhưng khi núi nhô lên càng cao càng to thì nàng lại luống cuống. Thực tế đừng tưởng Kiều Phượng Nhi suốt ngày thường phiền não và mắng chửi Hạ Thiên mà nghĩ lầm, nhưng sâu trong lòng nàng vẫn rất vui sướng. Cô gái chính là như vậy, khi người khác nhìn vào mình, nàng sẽ cảm thấy rất phiền, cũng cảm thấy đắc ý, Kiều Phượng Nhi cũng là như vậy, khi bị đàn ông nhìn vào bộ ngực lớn tướng thì cảm thấy đối phương là lưu manh. Nhưng trong lòng vẫn vui sướng, ít nhất cũng chứng minh sức quyến rũ của nàng. Thực tế khi Hạ Thiên nói ngực nàng càng lúc càng lớn sẽ đẹp hơn thì có chút vui sướng, nhưng bây giờ nàng có chút luống cuống, vì lưu manh Hạ Thiên nói nàng khó coi. Ngực lớn chưa chắc là điều đáng sợ, mà đáng sợ nhất chính là khó coi, điều này làm cho Kiều Phượng Nhi rất kinh hoàng, nàng không biết Hạ Thiên nói dối, sự việc khác thì nàng có thể không tin. Nhưng ánh mắt của lưu manh Hạ Thiên nhìn phụ nữ tuyệt đối khó thể chê, đám vợ bé của hắn không ai không đẹp. Ngoài Vương Tiểu Nha còn phải lớn lên mới biết chính xác thì người nào cũng xinh như mộc, bây giờ hắn nói nàng không đẹp, chắc chắn sẽ không đẹp. Tôi sẽ giúp ngực cô nhỏ đi một chút. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Sao? Kiều Phượng Nhi chợt sững sờ, lưu manh này hôm nay sao lại hảo tâm như vậy? Cô xem, mỗi ngày cô đều phải đi theo Tiểu Kiều, tôi sẽ thường xuyên gặp cô. Tuy cô không phải vợ tôi nhưng nếu quá xấu cũng ảnh hưởng. Vì vậy tôi thấy bộ ngực của cô nên nhỏ đi một chút, như vậy sẽ đẹp hơn. Hạ Thiên tiếp tục nói. Anh làm sao cho ngực tôi nhỏ đi? Kiều Phượng Nhi tuy rất xấu hổ nhưng vẫn không nhịn được phải hỏi, phải biết rằng bây giờ nàng thật sự rất muốn ngực nhỏ đi một chút. Hạ Thiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Kiều Phượng Nhi. Sao cô ngốc như vậy? Không phải tôi đã nói rồi sao? Để tôi mát xa ngực cho là được. Anh, Kiều Phượng Nhi đỏ bừng mặt. Lưu manh, tôi sẽ không cho anh đụng vào. Cô mới là lưu manh. Hạ Thiên trừng mắt nhìn Kiều Phượng Nhi. Đây là tôi trị bệnh cho cô, vậy mà cô lại nghĩ bậy, cô mới là lưu manh. Anh. Kiều Phượng Nhi tức tối phát điên nhưng không biết nói sao cho phải. Không muốn nhỏ đi thì thôi, tôi cũng không muốn mỗi ngày phải mát xa cho cô. Hạ Thiên có chút bất mãn. Cùng lắm thì sau này khỏi cho cô làm vệ sĩ của Tiểu Kiều, để cô đừng xuất hiện trước mặt tôi. Chương 935, tôi muốn mua thì có thể mua. Kiều Phượng Nhi nghe được lời này của Hạ Thiên thì chợt sững sờ, sau đó nàng chợt buồn bực, lưu manh chết tiệt này rõ ràng là uy hiếp, rõ ràng không cho nàng làm vệ sĩ của Kiều Tiểu Thư. Quy tắc ngầm, đúng là quy tắc ngầm trần trụi, lưu manh này rõ ràng đứng trước mặt Kiều Tiểu Thư dùng quy tắc ngầm với Kiều Phượng Nhi. Nếu nàng không đồng ý cho hắn mát xa ngực, hắn sẽ khai trừ nàng. Kiều Phượng Nhi trước kia xem TV và thấy nhiều người phụ nữ bị ông chủ dùng quy tắc ngầm cưỡng đoạt, khi đó nàng còn cười nhạo đám người kia vô dụng, nhưng bây giờ bi kịch kia sắp tái diễn trên người nàng. Tuy lưu manh Hạ Thiên không phải là ông chủ trực tiếp của nàng, nhưng nàng tin, nếu hắn muốn khai trừ thì nàng sẽ tuyệt đối bị đuổi. Kiều Phượng Nhi cũng không muốn mình bị khai trừ, nàng đã có thói quen làm vệ sĩ cho Kiều Tiểu Kiều. Hơn nữa vệ sĩ không phải là chức nghiệp gì tốt, cũng chẳng phải thân phận cao, nhưng điều này phải xem đang làm vệ sĩ cho ai. Nếu có thể làm vệ sĩ cho một người có thân phận không bình thường như Kiều Tiểu Kiều, thân phận cũng cao hơn người bình thường. Phượng Nhi, chồng chỉ nói chơi mà thôi. Kiều Tiểu Kiều thấy vẻ mặt lo lắng của Kiều Phượng Nhi thì không khỏi an ủi một câu, sau đó nàng di chuyển chủ đề. Chồng, đi thôi, chúng ta đi dùng cơm, có gì để nói sau. Được. Hạ Thiên kéo Kiều Tiểu Kiều ra ngoài, cũng không quan tâm đến Kiều Phượng Nhi. Thật ra hắn chỉ thuận miệng nói vài lời mà thôi, nhưng hắn không ngờ vài lời của mình làm cho Kiều Phượng Nhi không thể tập trung, lại lo lắng, nghĩ rằng có nên tiếp nhận quy tắc ngầm của Hạ Thiên hay không. Kiều Hoàng Nhi ở bên cạnh cũng dùng ánh mắt quái dị nhìn Kiều Phượng Nhi,
nàng cảm thấy Kiều Phượng Nhi cuối cùng sẽ có hơn phân nửa đồng ý với Hạ Thiên. Vì vậy mà Kiều Hoàng Nhi cảm thấy bối rối, nếu cứ tiếp diễn như vậy thì sau này Kiều Phượng Nhi có hơn phân nửa sẽ lên giường với Hạ Thiên, sau này nàng sẽ làm sao? Bốn người nhanh chóng xuống lầu một khách sạn, Kiều Tiểu Kiều gọi món ăn, sau đó giới thiệu tình huống cạnh tranh đầu tư Thanh Phong Sơn với Hạ Thiên. Thật ra cạnh tranh đầu tư ở huyện Mộc Dương cũng không phải quá minh bạch và trong suốt, cũng không phải ai ra giá cao là lấy được quyền khai thác. Căn cứ vào những gì Kiều Tiểu Kiều hiểu được thì tổng cộng có hơn 20 vị có hứng thú với vấn đề khai phá Thanh Phong Sơn, nàng cũng chỉ là một trong số người có hứng thú mà thôi. Nàng đã gặp được một số ít người trong số đó, trên cơ bản mọi người đều không quen biết nhau, nhưng bây giờ nàng đã bắt đầu điều tra tư liệu về đối phương, vì biết địch biết ta trăm trận trăm thắng, biết rõ tư liệu về đối phương thì phần thắng sẽ lớn hơn. Bây giờ Chủ tịch huyện Mộc Dương Ngô Ủng Quân đưa tất cả kế hoạch kêu gọi đầu tư cho phòng đầu tư, hơn nữa nghe nói phòng đầu tư sẽ lén tiến hành trao đổi với các nhà đầu tư, sẽ tiến hành xét duyệt tư bản của từng người. Đây là vòng sàng lọc đầu tiên, sau vòng này sẽ chỉ giữ lại 5 người, sau đó sẽ tiến hành cạnh tranh công khai. Thực tế nói là cạnh tranh công khai nhưng vẫn không phải có chuyện như vậy, vì căn bản không có phương thức và trình tự rõ ràng, quyền quyết định cuối cùng vẫn nằm trong tay huyện Mộc Dương. Kiều Tiểu Kiều đã ý thức được vấn đề, đến lúc đó nếu muốn cạnh tranh thật sự thành công thì sợ rằng còn phải đi nhiều con đường khác. Vợ, anh cảm thấy chúng ta không nên bỏ quá nhiều thời gian xem xét những vấn đề này. Hạ Thiên thuận miệng nói. Dù sao chúng ta cũng lấy được Thanh Phong Sơn. Nói thì quá dễ. Kiều Phượng Nhi khẽ hừ một tiếng. Cái gì cũng không biết, chỉ giỏi nói phét, anh cho rằng muốn mua cái gì cũng được sao. Tất nhiên, anh muốn mua. Ai không bán thì anh ra tay xử lý. Hạ Thiên ra vẻ đương nhiên. Vậy anh còn gọi đó là mua sao? Kiều Phượng Nhi không biết nói gì hơn. Đó là cướp. Dù sao cũng chẳng khác gì nhau. Hạ Thiên không cho là đúng. Hắn mặc kệ là mua hay cướp. Tóm lại Thanh Phong Sơn phải là của hắn. Ai dám tranh chấp, hắn sẽ xử lý đối phương. Chồng, tạm thời chúng ta không nên dùng phương pháp nha phi. Em cảm thấy chúng ta đi theo con đường bình thường cũng có thể thực hiện được điều này. Kiều Tiểu Kiều lắc đầu. Hơn nữa chúng ta cũng lập hồ sơ, nếu huyện Mộc Dương thật sự không muốn bán quyền khai thác cho chúng ta cũng không cần lo lắng. Vợ, không phải em nói phải hết sức cẩn thận sao? Hạ Thiên tò mò hỏi. Cũng không thể nói là hết sức cẩn thận, nhưng cần phải nắm chắc. Kiều Tiểu Kiều gật đầu nói. Em sẽ điều tra chi tiết các công ty đang cạnh tranh với chúng ta, sẽ làm tốt tất cả công tác thu mua bọn họ. Nếu cuối cùng chúng ta không mua được quyền khai thác Thanh Phong Sơn, một công ty khác mua được nó, chúng ta trực tiếp mua đứt công ty này, như vậy Thanh Phong Sơn vẫn là của chúng ta. Anh xem, phương án của Kiều Tiểu Thư mới gọi là cao kiến, anh thì có ý kiến quái quỷ gì? Kiều Phượng Nhi ở bên cạnh đả kích Hạ Thiên, nàng thấy hắn sẽ khó chịu nên không dám làm quá, chỉ sợ hắn trả thù. Biện pháp này hình như rất tốt, nếu bọn họ không bán công ty cho chúng ta sẽ xử lý bọn họ. Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói. Kiều Phượng Nhi lập tức hết chỗ nói, người này thật sự có thể tiến hành những phương án trời ơi đó sao? Không biết suy nghĩ gì sao? Chồng, vấn đề thu mua công ty cũng là hành vi mua bán mà thôi, chỉ cần tiền nhiều là được, không có vấn đề gì lớn. Kiều Tiểu Kiều khẽ nói. Bây giờ em lo lắng nhất chính là Tống Ngọc Mị mà anh nói, không biết bọn họ có phát hiện ra điều gì không, vì có người từ thủ đô đến đầu tư. Không sao. Chỉ cần Tống Ngọc Mị kia không đến, ai đến anh cũng xử lý được. Hạ Thiên tuyệt đối không quan tâm đến vấn đề này, nhưng hắn lại mê hoặc nói một câu. Kỳ quái, quỷ keo Kiệt Ninh Khiết lâu rồi không điện thoại cho anh, chẳng lẽ không dám đến gạt anh nữa sao? Còn nói người ta là quỷ keo Kiệt, chính mình hào phóng lắm không bằng. Kiều Phượng Nhi khinh bỉ Hạ Thiên, nhưng còn chưa dứt lời thì đã cảm thấy không đúng, tên ở bàn bên cạnh sao cứ nhìn chằm chằm vào mình. Người kia nhìn Kiều Phượng Nhi, hơn nữa lại cứ chĩa vào ngực nàng, chẳng lẽ không biết nhìn mặt nàng sao? Mặt nàng cũng rất đẹp mà. Này, anh nhìn gì vậy? Chưa bao giờ thấy sao? Kiều Phượng Nhi trừng mắt nhìn đối phương, nhưng tên kia vẫn không quan tâm. Vì vậy nàng nổi giận, lưu manh Hạ Thiên nhìn thì nàng vẫn còn có thể nhìn, nhưng sắc lang trời ơi xuất hiện muốn nhìn nàng, như vậy nàng sẽ không thể nhìn. Người đàn ông nghe được lời nói của Kiều Phượng Nhi thì gật đầu. Quả thật chưa từng thấy hàng nào khủng như vậy, người đẹp, nếu không thì giúp đỡ cho một chút, để tôi thấy rõ ràng hơn. Chương 936, lẩu đập vào người.
người đàn ông này hơn 20, bộ dạng không tệ, tuy đang ngồi nhưng vẫn có thể thấy là rất cao, vì hắn cao hơn người bên cạnh rất nhiều. Có hai người đàn ông trẻ tuổi cùng ngồi dùng cơm với người này, đều hơn 20, bọn họ đang ăn lẩu, vừa ăn vừa uống rượu, bầu không khí có hơi nhiệt liệt. Lúc này bầu không khí càng nóng hơn, vì hai người bên kia cũng ồn ào. Đúng vậy, ngực lớn như vậy tôi cũng chưa từng thấy qua, không đúng, thật ra cũng đã được nhìn nhưng chưa từng thấy chân thật. Người đẹp, cho các anh đỡ thèm chút nào, nếu em ngại, bọn anh có thể đi thuê phòng, giá cả thương lượng sau. Nhưng sợ rằng người đẹp sẽ ăn không tiêu, hay là gọi hai em kia đi theo luôn đi. Đúng vậy, bọn em vừa vặn là ba người, chúng anh có ba thằng, vừa hợp. Sang đây luôn đi, chúng ta ăn lẩu xong sẽ đi thuê phòng. Ngôn từ ô uế của hai người đàn ông kia làm cho gương mặt của Kiều Phượng Nhi tức giận đến mức tái nhợt, nàng không ngờ mình cũng có ngày bị người ta đùa giỡn. Các người đúng là muốn chết. Kiều Phượng Nhi không thể nhịn được nữa, nàng chuẩn bị tiến lên đánh cho ba tên khốn kia một trận nhớ đời. Nhưng nàng chợt phát hiện mình có hơi muộn, vì có người nhanh tay hơn nàng. Chỉ thấy có một người chợt xuất hiện bên cạnh bàn của ba người này, sau đó hắn nhấc nồi lẩu lên, cuối cùng nồi lẩu khẽ dưới lên đầu mỗi người một lượt. Á! Đám người bị bỏng mà liên tục kêu gào thảm thiết, dù bây giờ trời khá lạnh nhưng trực tiếp bị một nồi lẩu dưới lên đầu như vậy cũng nhất định khó thể chịu nổi. Nhưng tình cảnh còn chưa chấm dứt, người này trực tiếp nâng bàn lên ép ba người nằm dán xuống đất, cuối cùng hắn còn dẫm chân lên, trong miệng liên tục mắng chửi. Ba thằng ngu không biết sống chết. Kiều Phượng Nhi vốn rất tức giận nhưng thấy tình cảnh như vậy cũng không khỏi đồng tình với ba tên lưu manh kia. Đúng là ba tên lưu manh đáng thương gặp phải đại lưu manh Hạ Thiên, tất nhiên sẽ chẳng có kết cục gì tốt. Trong nhà hàng chợt bùng lên những tiếng hét kinh hoàng, vì anh em kia rõ ràng quá nóng tính. Sợ rằng chỉ có một mình Hạ Thiên dùng cơm mới phát sinh những tình cảnh như vậy, Kiều Phượng Nhi bị người ta nhìn chằm chằm vào ngực, hắn cho rằng nó không liên quan đến mình. Vì Kiều Phượng Nhi có bộ ngực cực khủng, người khác nhìn và thấy thích là bình thường, đám người kia đùa giỡn nàng, Hạ Thiên cũng không quan tâm. Nàng không phải vợ hắn, việc quái gì hắn phải quan tâm. Nhưng sau đó đám người không biết sống chết này lại nói hưu nói vượt, dám có ý với vợ hắn, như vậy tình cảnh sẽ khác biệt. Bọn họ đùa giỡn Kiều Phượng Nhi thì không sao, nhưng nếu đùa giỡn vợ hắn, như vậy rõ ràng tự tìm đường chết. Cứu mạng, đôi mắt của tôi, đau quá. Tên khốn bị nước lẩu rót vào mặt chợt lăn ra đất kêu gào thảm thiết, lúc này một tên bảo vệ khách sạn cũng chạy đến. Có chuyện gì xảy ra? Thằng nào đánh người? Tên bảo vệ vừa chạy đến vừa hỏi. Là anh, có ý kiến gì sao? Hạ Thiên trừng mắt nhìn tên bảo vệ. Là anh. Tên bảo vệ chợt choáng váng, sau đó hắn liên tục lắc đầu. Không có ý kiến, không có ý kiến. Tên bảo vệ cảm thấy tương đối khó hiểu, trước đó hắn thấy Hạ Thiên tiến vào khách sạn, nhưng vì không có vấn đề gì xảy ra mà chợt thở phào nhẹ nhõm, nhưng bây giờ lại có chuyện xảy ra. Hừ, đánh chết nó cho ông. Trên mặt đất vang lên một giọng nói yếu ớt, chính là tên đàn ông đã mở miệng chọc ghẹo Kiều Phượng Nhi đầu tiên. Trước đó hắn nhìn có vẻ khá đẹp trai, nhưng bây giờ có vẻ cực kỳ chật vật, tuyệt đối không đẹp đẽ gì. Ngu ngốc, anh cho mày chết. Hạ Thiên dẫm chân xuống, tên kia chợt kêu thảm, cuối cùng cũng không nói thêm lời nào. Tất nhiên người này cũng không tính là đã chết, chỉ là hôn mê mà thôi. Mà lúc này tên bảo vệ chợt chấn động, vì hắn thấy rõ dung mạo của người trên mặt đất. Vì vậy mà không khỏi hô lên nghẹn ngào. Chu thiếu ra sao? Mau, đến mau. Tên bảo vệ móc bộ đàm ra. Đến nhà hàng, có người bị thương, mau đến đưa đi bệnh viện. Một lúc xa vài tên bảo vệ chạy đến, sau khi thấy người nằm trên mặt đất thì vẻ mặt ai cũng biến đổi lớn, kẻ nào cũng tranh thủ ra tay, dùng tốc độ nhanh nhất để đưa ba kẻ bị thương ra ngoài. Rõ ràng tên đàn ông gọi là Chu thiếu ra có thân phận không tầm thường, ít nhất thì đám bảo vệ cũng không dám đắc tội. Đợi đến khi đám bảo vệ đưa ba tên lưu manh nhỏ ra ngoài thì Hạ Thiên đã đi đến bên cạnh bàn cơm của mình. Cái gì là Chu thiếu gia? Hình như không phải là côn đồ bình thường. Kiều Phượng Nhi không nhịn được phải nói một câu. Tất nhiên là không bình thường, người ta họ Chư, tất nhiên phải là côn đồ heo. Hạ Thiên thuận miệng nói, sau đó lớn tiếng nói một câu bất mãn. Này, sao món ăn còn chưa tới? Tới ngay, tới ngay. Trong nhà hàng tất nhiên sẽ có nhân viên phục vụ, bọn họ thấy Hạ Thiên nổi giận thì lập tức cuống cuồng, vội vàng chạy vào phòng bếp, ép đám đầu bếp làm món ăn cho bàn kia ngay. Khi thấy tình cảnh vừa rồi, hơn nữa đám bảo vệ lại khiếp sợ đối phương, đám nhân viên phục vụ lại càng sợ.
rõ ràng những năm gần đây loại người hung ác như chó sói thường tìm được sự phục vụ tương đối tốt, một lúc sau thì một bàn thức ăn đã được dọn lên đầu đủ. Có vết xe đổ của ba người vừa rồi thì cũng không còn ai dám nhìn vào bộ ngực khủng của Kiều Phượng Nhi, đám người kia đều cho rằng Hạ Thiên ra tay vì nàng, nhưng không ai biết sự việc vốn không phải là như vậy. Kiều Tiểu Kiều lại thở phào một hơi, trông nàng rõ ràng mặc kệ chỗ nào cũng vẫn giữ phong cách cũ. Sau khi sự việc bất ngờ xảy ra thì bữa trưa rất thuận lợi, cũng không ai quấy rầy, bốn người ăn cơm trưa xong thì rời khỏi nhà hàng về phóng. Bọn họ vừa đi khỏi nhà hàng thì có hai người đâm đầu đến, là một nam một nữ, nữ hơn 20, dáng người không tệ, nhưng không thể lọt vào mắt Hạ Thiên. Cô gái này dù so với Kiều Phượng Nhi cũng có chút chênh lệch, nhưng nàng ăn mặc rất đáng tiền, trên tay đeo nhẫn kim cương khá lớn, còn có cả dây chuyền và vòng tay, nhìn qua có thể thấy trên người không ít tiền. Cô gái này ăn mặc đẹp đẽ mà người đàn ông bên cạnh cũng đeo không ít đồ trang sức, nhưng phần lớn là vàng, một cái dây xích chó bằng vàng trên cổ, 10 ngón tay 10 cái nhẫn vàng, điều này làm người ta sinh ra cảm giác rất tục. Người đàn ông này thấy Hạ Thiên thì chợt sững sờ, hắn có vẻ khó tin, sau đó lại cực kỳ vui sướng, hắn tiến vài bước đến trước mặt Hạ Thiên. Này anh bạn, đúng là anh sao? Ha ha, trước nay tôi luôn hối hận vì không ghi lại số điện thoại liên lạc với anh, không ngờ chúng ta lại gặp mặt ở đây, thật sự có duyên. Chương 937, không đánh chẳng qua chỉ là không muốn đánh. Là chú sao? Hạ Thiên cũng rất ngạc nhiên, hắn nhớ khá rõ người này, hơn nữa ấn tượng cũng không tệ, đây là đái kim mà trước đó từng kéo hắn đi tán gái vì vinh quang đất nước. Hạ Thiên nhìn người phụ nữ bên cạnh đái kim, sau đó hắn thuận miệng hỏi một câu. Bây giờ chú không tranh vinh quang nữa sao? À, điều này, vấn đề tranh vinh quang để sau này nói. Đái kim có chút xấu hổ. Này anh bạn, tôi giới thiệu với anh, đây là Địch Việt, là bạn gái của tôi. Đái kim quay đầu nhìn Địch Việt, hắn nói. Viện Việt, đây chính là người anh đã nói với em, là vì anh em thật trâu bò Hạ Thiên. Chào anh, Hạ Tiên Sinh. Địch Việt bắt chuyện với Hạ Thiên rất khách khí, trong lòng không khỏi thầm nói một câu. Trước đó Đái Kim luôn nói Hạ Thiên rất lợi hại, nhưng bây giờ vừa nhìn thấy, rõ ràng đối phương rất bình thường. À, chào em. Hạ Thiên tùy ý bắt chuyện với Địch Việt, sau đó nói một câu với Kiều Tiểu Kiều ở bên cạnh. À, vợ, người này là Đái Kim, quen với anh trên du thuyền. Đái Tiên Sinh, Địch Tiểu Thư, chào hai người, tôi là Kiều Tiểu Kiều, là vợ của Hạ Thiên. Kiều Tiểu Kiều cười nhạt một tiếng, nàng chủ động chào hỏi hai người. Đái Kim và Địch Viện cũng khách khí đáp lễ, hai bên cùng nhau giới thiệu, hơn nữa còn để lại phương thức liên lạc. Tuy Đái Kim còn chưa muốn rời đi nhưng Hạ Thiên vẫn kéo Kiều Tiểu Kiều đi trước. Đái Kim nhìn bóng lưng của Hạ Thiên mà cảm thấy cực kỳ bội phục, còn có chút hâm mộ, vì anh em kia quá giỏi, dù là gặp mặt ở đâu thì cũng có vài người đẹp tuyệt sắc ở bên cạnh. Điều này còn chưa tính, điều kỳ quái nhất là mỗi lần gặp mặt thì người đẹp ở bên cạnh Hạ Thiên đều không giống nhau, trên du thuyền có công chúa Sama. Có hai người đẹp tuyệt sắc khác, cộng thêm một người đẹp tóc vàng là bốn, nào ngờ bây giờ vẫn còn một người đẹp khác, rõ ràng tên này là châu chó siêu cấp. Phòng 608 khách sạn Đông Thăng. Vợ, em có ngủ chưa không? Hạ Thiên hỏi, sở dĩ hắn hỏi như vậy vì sau khi tẩy tủy cho Kiều Tiểu Kiều, mỗi khi đến trưa nàng đều ngủ. Không cần. Kiều Tiểu Kiều lắc đầu. Chồng, bây giờ tinh thần của em vào lúc giữa trưa là rất tốt, không buồn ngủ. Vì vậy những ngày qua đều không ngủ trưa. Kiều Tiểu Kiều dừng lại một chút rồi nói thêm. Chồng, em còn phải xử lý vài chuyện, chiều nay còn phải đến phòng đầu tư, nhưng những chuyện này em có thể xử lý, anh không cần đi theo, nếu anh cảm thấy nhàm chán thì có thể đến tìm chị Thanh. Kiều Tiểu Kiều thấy khi cần sử dụng thủ đoạn trong kinh doanh thì chồng không giúp được gì, hoặc có thể nói hắn chỉ có thể gây trở ngại mà không giúp được gì, vì vậy bây giờ nàng thật sự không muốn làm phiền hắn vì những vấn đề này. Sở dĩ nàng gọi Hạ Thiên đến huyện Mộc Dương chỉ vì đề phòng chuyện bất đắc dĩ mà thôi, ví dụ như Tống Ngọc Mị ở thủ đô mà đến đây, điều này cũng chỉ có một mình Hạ Thiên giải quyết được mà thôi. Tuy nàng có vinh dự là thiếu nữ thiên tài nhưng chuyện kia không nằm trong phạm trù kinh doanh, cũng chỉ có Hạ Thiên thu phục được mà thôi. Được rồi. Hạ Thiên khẽ gật đầu, hắn cơ bản đều không hiểu những chuyện mà Kiều Tiểu Kiều đang bận rộn, vì vậy trước đó khi Kiều Tiểu Kiều vùi đầu vào máy tính thì hắn cũng sẽ bỏ đi. Khi Kiều Tiểu Kiều đến ngồi bên cạnh máy tính, Hạ Thiên chuẩn bị đi ra ngoài, khi hắn chuẩn bị mở cửa thì chợt vang lên tiếng đập cửa. Hạ Thiên mở cửa ra xem, hắn phát hiện một người đàn ông trung niên mặc áo khoác khá dày,
dáng người khôi ngô, ánh mắt cũng tương đối lợi hại. Sau lưng người đàn ông trung niên này còn có hai người này không xa lạ gì Hạ Thiên, vì bọn họ chính là bảo vệ của khách sạn này. Tất nhiên, Hạ Thiên chưa chắc quen thuộc bọn họ, thậm chí không biết bọn họ tên gì, hắn cũng không có hứng thú được biết những chuyện nhỏ nhặt thế này. Chắc đây là Hạ Thiên tiên sinh. Người đàn ông trung niên cười nhạt một tiếng với Hạ Thiên, hắn duỗi tay phải ra. Tôi là Trịnh Đông Thăng, là ông chủ nơi đây. Tôi là Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng không bắt tay với người đàn ông trung niên tự xưng là Trịnh Đông Thăng, hắn lười biếng nói một câu. Có gì nói mau, tôi rất bận. Người đàn ông trung niên thu hồi tay phải, hắn cười nhạt một tiếng, cũng không tức giận mà chậm rãi nói. Nếu Hạ tiên sinh đã bận rộn, tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề, anh vừa đánh một người không nên đánh. Trên đời này không có người không nên đánh, chỉ có người tôi không muốn đánh. Hạ Thiên lười biếng nói. Dù có nên đánh hay không, tôi thích là đánh. Hạ tiên sinh đánh người cũng không có vấn đề gì, dưới tình huống bình thường tôi cũng không xen vào. Trịnh Đông Thăng nhìn Hạ Thiên. Nhưng anh đáng người trong khách sạn của tôi phải cho người ta một câu trả lời thích đáng, nếu không thì khách sạn của tôi cũng phải đóng cửa. Ông có cho người ta câu trả lời thích đáng hay không, điều này chẳng liên quan gì đến tôi. Hạ Thiên có chút bất mãn. Sao ông nói nhiều như vậy, còn có chuyện gì không? Không thì tôi đi. Hạ Thiên đi đến gian phòng đối diện gõ cửa. Này, hai cô đâu rồi, tôi ra ngoài chơi, các cô đến với vợ tôi đi. Cửa phòng nhanh chóng mở ra, Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi từ bên trong đi ra, bọn họ đóng cửa lại rồi nhanh chóng tiến vào phòng của Kiều Tiểu Kiều. Còn Hạ Thiên và ba người kia làm chuyện gì, bọn họ không quan tâm. Hạ tiên sinh, hơn một tháng trước anh đã náo loạn ở chỗ chúng tôi, khi đó không ai làm phiền anh, không phải chúng tôi sợ anh, mà vì có người khác nói vài lời. Trịnh Đông Thăng lúc này lại mở miệng. Nhưng bây giờ xưa không bằng nay, hơn một tháng qua có nhiều chuyện thay đổi, tôi hy vọng anh hiểu, bây giờ huyện Mộc Dương không còn họ Thạch. Huyện Mộc Dương tất nhiên không có họ Thạch, rõ ràng là họ Mộc. Hạ Thiên thuận miệng nói một câu. Trong mắt Trịnh Đông Thăng lóe lên cái nhìn tức giận. Hạ tiên sinh, anh đang giả vờ hồ đồ với tôi sao? Ông có bệnh sao? Hạ Thiên có chút bất mãn. Ai giả vờ hồ đồ với ông, tôi quen biết ông sao? Còn nữa, đừng đến làm phiền tôi, nếu không tôi hủy khách sạn này, cùng lắm thì chúng tôi không ở đây nữa. Vẻ mặt Trịnh Đông Thăng cuối cùng cũng trầm xuống, giọng điệu cũng có chút tức giận. Hạ tiên sinh. Tôi nể mặt Thạch Trường Canh nên cũng nể mặt anh vài phần, nhưng tôi nói cho anh biết, bây giờ Thạch Trường Canh đã trắng tay, không còn là Thạch Trường Canh trước kia, anh ta cũng không cứu được anh. Ba người hôm nay anh ra tay đánh đấm, trong đó có một người là con của Cục trưởng Chu, là Chu Thiên Lãng, bây giờ Cục trưởng Chu nói tôi giao anh ra, nếu không khách sạn của tôi phải đóng cửa, anh cảm thấy tôi phải làm sao? À, ông thật đáng thương. Hạ Thiên lười biếng nói. Xem ra khách sạn của ông phải đóng cửa rồi. Chương 938, một cước đá bay kẻ lắm mồm. Hạ tiên sinh, chúng ta không phải họ hàng, chẳng phải thân quen, anh cảm thấy tôi sẽ vì tha cho anh một mạng mà vứt bỏ thành quả kinh doanh vài chục năm của mình sao? Trịnh Đông Thăng cười lạnh một tiếng, lúc này hắn đã không thể nào bình tĩnh được nữa, vì Hạ Thiên không nể mặt hắn, căn bản không có thành ý thương lượng. Nếu không phải hắn có kiêng kỵ Thạch Trường Canh, như vậy hắn đã sớm ra tay. Ngu ngốc, ai cần ông tha mạng? Hạ Thiên trừng mắt nhìn Trịnh Đông Thăng. Đầu óc ông có vấn đề sao? Có muốn tôi chữa giúp không? Hạ tiên sinh, tôi định thương lượng cách giải quyết với anh, nhưng anh không tán thưởng, cũng không có thành ý giải quyết vấn đề, như vậy đừng trách tôi không khách khí. Trịnh Đông Thăng cuối cùng cũng nổi giận, trong huyện Mộc Dương thì hắn là người có địa vị, trước đó hắn nghe thủ hạ nói Hạ Thiên đánh đấm rất giỏi, hình như còn có năng lực đặc thù, nhưng hắn không quan tâm, điều hắn quan tâm nhất chính là Thạch Trường Canh. Trước đó hắn nghe nói Hạ Thiên có quan hệ với Thạch Trường Canh, nhưng đó là trước kia, bây giờ Thạch Trường Canh đã sụp đổ, tuy không ngồi tù nhưng cuối cùng cũng rút về huyện Mộc Dương trong tư thế thua cuộc. Trong thời gian một tháng Thạch Trường Canh rời khỏi huyện Mộc Dương thì tất cả các thế lực có sự phân chia một lần nữa, Trịnh Đông Thăng cảm thấy bây giờ Thạch Trường Canh không làm nên trò trống gì. Đáng tiếc là Trịnh Đông Thăng đã phán đoán sai tình thế, hắn còn chưa nói dứt lời thì Hạ Thiên đã mất kiên nhẫn. Nãy giờ hắn đứng đây nói chuyện với Trịnh Đông Thăng là quá kiên nhẫn rồi, nhưng người này vẫn lắm mồm, vì vậy mà hắn không nhịn được nữa, vì thế mới tung một cước đá bay Trịnh Đông Thăng. Đúng là ngu ngốc, đừng làm phiền tôi, nếu không tôi sẽ cho ăn đòn.
Hạ Thiên nhìn Trịnh Đông Thăng đã ngã trên mặt đất, sau đó hắn nói một câu với Kiều Tiểu Kiều ở bên trong. Vợ, trước tiên anh đi tìm chị Vân Thanh. Hạ Thiên đóng cửa phòng và đi đến trước mặt Trịnh Đông Thăng, hắn dẫm chân lên người đối phương. Này, bây giờ tôi không có thời gian quan tâm đến ông, tôi cảnh cáo ông một câu, đừng làm phiền tôi, cũng đừng làm phiền vợ tôi, nếu không tôi trực tiếp xử lý ông. Hạ Thiên nói xong thì xoay người bỏ đi, khi Trịnh Đông Thăng bò dậy thì Hạ Thiên đã biến mất trong tầm mắt. Còn hai tên bảo vệ, từ đầu đến cuối bọn họ không dám nói lời nào, đừng nói là ra tay, nếu so với ông chủ Trịnh Đông Thăng thì bọn họ hiểu rõ năng lực của Hạ Thiên hơn bất kỳ ai, bọn họ cũng không muốn bị đòn. Hạ Thiên ra khỏi khách sạn Đông Thăng, hắn cầm lấy điện thoại gọi cho Vân Thanh, hắn chẳng biết bây giờ Vân Thanh còn ở nhà Thạch Trường Canh hay không, vì vậy phải hỏi một câu. Điện thoại nối thông rất nhanh. Giọng nói dịu dàng của Vân Thanh vang lên. Chồng, sao vậy, có chuyện gì à? Chị Vân Thanh, chị còn ở trong nhà chú Thạch Trường Canh không? Tôi đến tìm chị. Hạ Thiên nhanh chóng nói. Không, trưa nay khá ấm áp, hôm nay cũng có ánh mặt trời, thuần thuần muốn ra ngoài chơi, bây giờ tôi đang ở quảng trường, là quảng trường huyện Mộc Dương, nếu cậu không biết đường thì có thể bắt xe ôm đến đây. Vân Thanh dịu dàng nói, nàng nghe nói Hạ Thiên muốn đi tìm mình. Vì vậy mà cảm thấy rất vui, nàng tưởng rằng hắn sẽ tụ hợp với Kiều Tiểu Kiều mà vứt nàng trên 9 tầng mây. À, tôi sẽ đến ngay. Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn trời, bây giờ ánh mặt trời rất tốt, nếu là mùa hè sẽ rất nóng, nhưng bây giờ là mùa đông, phơi nắng rất thoải mái. Hạ Thiên chuẩn bị bắt xe ôm đến quảng trường, hắn cũng hiểu xe ôm là gì, chẳng qua chỉ một chiếc taxi với phương tiện là xe máy. Một chiếc xe dừng lại cách Hạ Thiên không xa. Hắn đang định đi đến thì trong khách sạn chợt có một người phụ nữ hơn 30 chạy ra, sau đó nhanh chóng lên xe. Hạ Thiên không muốn giành giật với người phụ nữ này, vì hắn cảm thấy giành taxi với một người phụ nữ xấu là rất mất mặt. Mà người phụ nữ xấu xí này lại dùng ánh mắt đắc ý nhìn Hạ Thiên, giống như đã chiếm được tiện nghi gì đó rất lớn, nàng nói với bác tài xe ôm một câu. Chạy đến quảng trường. Hạ Thiên nghe nói như vậy thì cảm thấy rất vui. Vì hắn sẽ không cần ngồi xe ôm, đã có người dẫn đường rồi. Cứ như vậy mà Hạ Thiên đi theo chiếc xe ôm chạy đến quảng trường huyện Mộc Dương, quảng trường này dựng lên chưa lâu, không tính là quá lớn, nhưng đối với một huyện ngoại thành thì như vậy là quá đủ. Dù bây giờ là giữa trưa, là giờ mà rất nhiều người vừa dùng cơm trưa, trên quảng trường vẫn có rất nhiều người. Anh rể, anh rể. Hạ Thiên còn chưa tìm được Vân Thanh thì Thạch Thuần đã phát hiện ra hắn, nàng dùng giọng trong trẻo hô lớn. Hơn nữa còn liên tục vẫy tay với hắn. Sau khi được Hạ Thiên chữa tốt căn bệnh từ nhỏ thì Thạch Thuần hoạt bát hơn rất nhiều, nàng giống như một cô gái rũ bỏ tất cả bệnh tật, hoạt bát hẳn lên. Lúc này nàng mặc quần áo khá thoải mái, dưới là quần jean và giày thể thao, trên là áo thun, cũng coi như phù hợp với tình huống vận động, bây giờ nàng cũng thật sự đang vận động, nàng đang thả diều vào mùa đông. Tuy trời hôm nay không có gió mà trình độ thả diều của Thạch Thuần cũng không quá tốt, vì thế mà thả mãi nhưng diều không bay, nhưng nàng vẫn rất vui. Đối với một cô gái mà trước đây rất ít khi được ra ngoài chơi đùa thì thế này đã quá tốt, chơi thứ gì cũng không quan trọng. Chồng, Vân Thanh đi đến trước mặt Hạ Thiên, nàng tự nhiên khoác tay hắn, nàng cũng không cùng chơi diều với Thạch Thuần, chẳng qua chỉ đứng xem mà thôi. Hạ Thiên lúc này cũng phát hiện không phải chỉ có một mình Vân Thanh chơi đùa với Thạch Thuần, rõ ràng cả nhà Thạch gia đều được điều động. Thạch Trường Canh và Vân Tú Mai có mặt ở đây, thậm chí ngay cả Thạch Tiểu Hổ chồng của Vân Tú Mai, trước kia là lái xe cho Thạch Trường Canh cũng ở bên cạnh. Hạ Thiên, cậu đã đến rồi. Thạch Trường Canh cũng nở nụ cười chào đón Hạ Thiên, hắn tất nhiên là cực kỳ cảm kích Hạ Thiên. Trước đó Hạ Thiên không những chữa tốt bệnh tình cho con gái hắn, hơn nữa còn kéo hắn ra từ trong tay Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy. Hắn biết nếu không có Hạ Thiên thì Ủy ban Kỷ luật căn bản sẽ không buông tay, lại càng không đạt thành hiệp nghị với hắn. Thạch Tiểu Hổ và Vân Tú Mai cũng khách khí chào hỏi Hạ Thiên, Thạch Tiểu Hổ cũng sớm được nghe nói, thật ra mình được thả ra cũng là vì công lao của Hạ Thiên. Thạch Trường Canh khi bàn điều kiện với người của Ủy ban Kỷ luật cũng nhắc đến Thạch Tiểu Hổ, đối với Ủy ban Kỷ luật thì cá lớn là Thạch Trường Canh còn tuột khỏi lưới, tất nhiên sẽ không cần giữ lại một con tôm tép như Thạch Tiểu Hổ, vì vậy mà Thạch Tiểu Hổ có được tự do. Cậu không cần ở cùng Tiểu Kiều sao? Vân Thanh không nhịn được phải hỏi thăm Hạ Thiên. Nàng cũng cảm thấy bất ngờ vì hắn đến với mình vào lúc này. Hạ Thiên đang chuẩn bị nói gì đó thì điện thoại vang lên, hắn nhìn số điện thoại và không khỏi lầm bầm. Quỷ keo kiệt này cuối cùng cũng không nhịn được phải tìm gặp mình.
Chương 939, dùng lạnh trị lạnh. Người điện thoại đến thật sự là Ninh Khiết, Hạ Thiên lập tức nhận điện thoại, hắn cũng không đợi Ninh Khiết bên kia mở lời mà lười biếng hỏi một câu. Này, quỷ keo kiệt, bây giờ không phải chị phát bệnh trầm trọng rồi đấy chứ? Hạ Thiên, cậu đang ở đâu? Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh gấp gáp của Ninh Khiết, nhưng âm thanh này lại rõ ràng có gì đó không đúng. Với thính lực của Hạ Thiên, tất nhiên hắn có thể nghe thấy nàng đang run lên, hình như đang rất lạnh. Ủa, quỷ keo kiệt, hình như chị rất lạnh thì phải. Hạ Thiên có chút ngạc nhiên, thật ra trước khi hắn hỏi đã khẳng định điều này là thật, nhưng chẳng qua chỉ có chút khoa trương mà thôi. Vì bây giờ nói Ninh Khiết có thể lạnh là rất khoa trương, điều này làm cho Hạ Thiên buồn bực, chẳng lẽ quỷ keo kiệt kia lại muốn gạt hắn. Nhưng hắn thấy tình huống có vẻ không phải là giả, quỷ keo kiệt hình như đang thật sự run như cầy sấy. Tôi rất lạnh, cậu có thể đến giúp được không? Ninh Khiết run rẩy nói. Cậu đã nói sẽ giúp tôi chữa bệnh. Đúng là không giống sự thật, chị sao lại lạnh như vậy? Hạ Thiên lầm bầm một câu, sau đó lại hỏi. Này, quỷ keo kiệt, chị đang ở đâu? Tôi ở khách sạn Khải Duyệt. Ninh Khiết vừa nói vừa run rẩy. Cậu đến đây được không? Khách sạn Khải Duyệt sao? Vậy chị đang còn ở thành phố Giang Hải à? Hạ Thiên thầm nói, quỷ keo kiệt này quả nhiên lừa hắn, lần trước còn nói sẽ lập tức về thủ đô, bây giờ vẫn còn ở Giang Hải chưa đi sao? Hạ Thiên cũng không đợi Ninh Khiết nói chuyện mà mở miệng nói. Nhưng bây giờ tôi không có mặt ở thành phố Giang Hải, tôi không thể nào đi tìm chị được. Cái gì? Ninh Khiết giống như sắp phát khóc. Cậu không có mặt ở Giang Hải, như vậy, tôi phải làm sao? Dù sao tôi cũng không thể đến tìm chị, tôi đang ở huyện Mộc Dương cùng vợ. Hạ Thiên thuận miệng nói. Nhưng chẳng phải không có biện pháp. Biện pháp gì? Ninh Khiết run giọng hỏi. Theo lý mà nói thì chị bây giờ rất lạnh, nhưng chị có thể cố gắng vượt qua một giờ nữa là tốt, sau đó chị đến huyện Mộc Dương tìm tôi, chỉ cần mất vài giờ đi xe, tối nay chị sẽ đến. Hạ Thiên nói ra ý kiến của mình, hắn dừng lại một chút rồi bổ sung thêm. Đúng rồi, bây giờ không phải chị đang dùng chăn mền che mình đấy chứ? Đúng vậy, sao cậu biết? Ninh Khiết hình như càng lúc càng lạnh, sau đó nàng hỏi một câu. Thật sự chỉ cần một giờ sau sẽ hết lạnh sao? Một giờ sau sẽ không lạnh quá mức như vậy. Hạ Thiên thuận miệng nói. Thuận tiện cũng nói cho chị biết, dùng chăn mền quấn quanh người cũng vô dụng, như vậy sẽ càng thêm lạnh, tôi nói cho chị một biện pháp, chị sẽ cảm thấy đỡ hơn. Biện pháp gì? Ninh Khiết vội vàng hỏi. Rất đơn giản, chỉ cần ngâm mình trong nước lạnh là được. Hạ Thiên nhanh chóng nói. Cái này gọi là lấy lạnh trị lạnh. Có tin hay không thì tùy chị phải tin tưởng tôi, trước hết cứ làm như vậy, sau đó tối nay đến tìm tôi, đến lúc gặp mặt tôi sẽ cho chị biết vấn đề. Hạ Thiên không đợi Ninh Khiết đáp lời mà cúp điện thoại, hắn đã nói nhiều rồi, có tin hay không là do nàng. Ninh Khiết cũng không điện thoại đến, không phải có tin Hạ Thiên mà ngâm mình vào nước lạnh hay không. Khi thấy Hạ Thiên cúp điện thoại thì Vân Thanh không khỏi ân cần hỏi thăm. Có ai sinh bệnh sao? Một người là quỷ keo kiệt. Không cần quan tâm đến chị ta, nếu chị ta đến tìm tôi, như vậy tôi sẽ trị bệnh cho chị ấy, nếu không thì cứ ở đó mà chết lạnh. Hạ Thiên không hề quan tâm. Vân Thanh lập tức hiểu ra, sinh bệnh không phải là những người phụ nữ của Hạ Thiên, nếu không hắn đã chạy về Giang Hải rồi. Anh rể. Thạch Thuần lúc này chạy đến. Có gì vậy? Hạ Thiên thuận miệng hỏi, tiểu nha đầu kia lớn lên coi như xinh đẹp, nhưng dù có đẹp thì cũng chỉ là một cô bé. Hắn không có quá nhiều hứng thú. Ảnh rể, diều của em không thể lên cao, anh có thể giúp em không? Gương mặt nhỏ nhắn của Thạch Thuần chợt đỏ bừng bừng, tất nhiên không phải vì nàng ngại ngùng, chẳng qua chỉ vì vận động quá nhiều. Em chạy nhanh hơn một chút thì diều sẽ lên cao hơn. Hạ Thiên thuận miệng nói một câu, hắn cũng không muốn chơi diều với Thạch Thuần, hơn nữa hắn cũng không thích chơi diều. À, để em thử. Thạch Thuần lại chạy đi. Lúc này nàng chạy rất nhanh, rõ ràng diều lên cao hơn. Lúc này nàng cũng rất sùng bái Hạ Thiên, anh rể nói đúng, quả nhiên không gì không làm được. Khi thấy em gái chạy qua chạy lại rất vui vẻ, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng cười trong trẻo như chuông bạc thì trên mặt Vân Thanh không khỏi lộ ra nụ cười dịu dàng, nàng vô thức ôm chặt cánh tay Hạ Thiên, sau đó dùng giọng êm tai nói. Chồng, thật sự cảm ơn cậu, nếu không có cậu, sợ rằng lúc này Thạch Thuần còn không thể ra khỏi cửa.
Vân Thanh vừa nói xong thì cảm thấy trên mông truyền đến cảm giác đau đớn, nàng vừa nhu tình lại chuyển thành xấu hổ, lưu manh làm gì vậy? Sao lại đánh mông nàng, không thấy đây là địa điểm công cộng sao? Cậu làm gì thế? Vân Thanh dở khóc dở cười, tuy nàng hiểu lưu manh có những ham mê đặc thù với bộ vị trên cơ thể mình, nhưng cũng không nên làm ra những chuyện như vậy ở địa phương thế này chứ. Chị Vân Thanh, những chuyện chồng làm cho vợ là đương nhiên, chị không nên cảm ơn tôi, nếu không tôi sẽ đánh mông chị. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Vân Thanh chợt ngẩn ngơ, nàng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cũng không nên lời, một lúc lâu sau nàng mới tức giận nói. Sau này không cho phép đánh mông tôi trước mặt người khác. Được rồi, sau này nếu chị còn nói bậy, tôi sẽ tìm chỗ không người để đánh mông chị. Hạ Thiên suy nghĩ, sau đó hắn trả lời. Vân Thanh không khỏi trừng mắt nhìn Hạ Thiên, lưu manh này chọn thời điểm không có người thì chỉ đơn giản đánh mông nàng thôi sao? Chắc chắn sẽ không thành thật như vậy. Một lát sau Vân Thanh lại nhớ đến vấn đề gì đó, nàng mở miệng hỏi. Đúng rồi, Tiểu Quang biết chúng ta đã quay lại, cậu ấy nói muốn mời chúng ta dùng cơm tối nay cậu có rảnh không? Nghe nói cậu ấy còn đặc biệt vì cậu mà làm thịt một con chó. Có lẽ là rảnh. Hạ Thiên trả lời, hắn khá có hứng thú với món chó. Vân Thanh còn đang định tiếp tục nói thì bên cạnh vang lên những âm thanh khắc khẩu, điều này làm nàng không thể không nhìn sang. Anh làm gì vậy? Anh buông ra ngay, nếu không tôi gọi người. Một người phụ nữ còn trẻ đang mắng một người đàn ông đeo kính, tướng mạo của người phụ nữ khá đẹp nhưng Vân Thanh không quan tâm. Nàng đột nhiên phát hiện ra người đàn ông kia có hơi quen mắt, hình như gặp nhau ở đâu rồi thì phải. Hạ Thiên lúc này lại nói. Ủa, chị Vân Thanh, đó không phải là tên ngốc thiếu chút nữa đã tông vào chị sao? Chương 940, có phải muốn ăn đòn mới dừng lại không? Hạ Thiên vừa mới nói như vậy thì Vân Thanh lập tức nghĩ ra, trách không được cảm thấy quen mắt, đây không phải là người đàn ông gầy gò nghe điện thoại đến mức thiếu chút nữa tông vào xe nàng sao? Nếu không phải lúc đó ở bên cạnh có Hạ Thiên thì xe của nàng sẽ bị tông hư hại, mà sợ rằng người đàn ông kia đã sớm di cư vào bệnh viện, sợ rằng không thể nào có cơ hội ra đây phơi nắng, cũng sẽ không bị người phụ nữ kia mắng. Lúc này người phụ nữ lớn tiếng quát. Phú Tiêu, tôi đã nói với anh rất rõ ràng, chúng ta đã chia tay, anh là một người đàn ông, đừng mặt dày mày dạn chây lì như vậy được không? Tiểu Mi, anh rốt cuộc có gì không tốt, anh có thể sửa. Tên đàn ông bi kịch đeo kính tên là Vũ Tiêu khẽ hạ giọng cầu xin, bắt đầu trình diễn vở kịch nam nữ chia tay thông thường. Anh chẳng có gì tốt, nên cải tạo lại tất cả. Người phụ nữ tên là Tiểu Mi hung hăng hất tay vứt Vũ Tiêu sang một bên, sau đó nàng xoay người bỏ đi. Vũ Tiêu lập tức đuổi theo, nhưng hắn vừa chạy được vài bước thì Tiểu Mi lập tức quay đầu dùng giọng giận dữ nói. Vũ Tiêu, tôi cảnh cáo anh, nếu anh tiếp tục đi theo, tôi sẽ báo cảnh sát. Vũ Tiêu nghe nói như vậy thì không khỏi dừng lại, mà Tiểu Mi kia bước đi nhanh hơn, nàng nhanh chóng đi đến bên cạnh quảng trường, tiến vào trong một chiếc xe rồi nhanh chóng bỏ đi. Vũ Tiêu lúc này mới kịp phản ứng, hắn cũng nhanh chóng chạy đến xe của mình rồi đuổi theo. Lại là một tên đáng thương, người phụ nữ kia đã chạy theo người khác. Hạ Thiên lầm bầm nói. Vân Thanh cũng có chút đồng tình với Vũ Tiêu kia, nàng thấy người phụ nữ kia sợ rằng đã thay đổi. Chỉ sợ dùng 8 con ngựa cũng khó kéo trở lại. 5 người lớn và một cô bé Thạch Thuần chơi đùa trên quảng trường, cuối cùng chỉ có mỗi cô bé Thạch Thuần vui sướng. Tất nhiên đám người Vân Thanh thấy cô bé vui vẻ thì cũng vui lây, người duy nhất cảm thấy nhàm chán chính là Hạ Thiên, cũng may Thạch Thuần chỉ chơi chừng 1 giờ thì rời khỏi quảng trường về nhà. Nhưng vì bọn họ không chạy xe đến nên đi từ quảng trường về nhà mất gần nửa giờ. Đến khi quay về đến biệt thự của Thạch Trường Canh ở bên cạnh bờ sông thì mọi người chợt phát hiện có một chiếc xe mới tinh dừng trước cổng. Khi đoàn người Thạch Trường Canh về đến trước cổng thì cửa chiếc xe mới tinh mở ra, một người đàn ông trung niên từ trong xe chui ra. Người đàn ông trung niên này nhìn qua có vẻ hào hoa phong nhã, dáng người trung đẳng, không mập không gầy, mặc thường phục, có vẻ rất phổ thông. Cục trưởng Thạch, đưa con gái đi chơi sao? Người đàn ông trung niên dùng vẻ mặt tươi cười chào hỏi Thạch Trường Canh, bộ dạng rất khách khí. Người đàn ông trung niên không đợi Thạch Trường Canh đáp lời, hắn tiếp tục dùng ánh mắt hòa nhã nhìn Thạch Thuần. Thuần Thuần, nghe nói cháu đã hết bệnh. Đúng vậy, chú Chu, anh rể đã chữa hết bệnh cho cháu. Thạch Thuần trả lời, rõ ràng nàng biết về người đàn ông trung niên này. Cục trưởng Thạch, chúc mừng anh, bệnh tình của Thuần Thuần cuối cùng cũng tốt, anh nên yên tâm được rồi. Người đàn ông trung niên lại nhìn về phía Thạch Trường Canh,
hắn cười ha hả nói. Cục trưởng Chu, anh xưng hô như vậy tôi cũng không dám nhận. Thạch Trường Canh cười nhạt một tiếng. Anh chỉ cần gọi tôi là anh Thạch, tôi sẽ cảm thấy có mặt mũi lắm rồi. Vân Thanh và Hạ Thiên cũng không nhận ra người đàn ông trung niên kia, nhưng rõ ràng đám người Thạch Trường Canh và Thạch Tiểu Hổ lại có vẻ rất quen thuộc đối phương, vì người này chính là Chu Hậu Sinh, bây giờ là Cục trưởng Cục Công an huyện Mộc Dương. Hơn một tháng trước Chu Hậu Sinh chính là thủ hạ trực tiếp của Thạch Trường Canh, là Phó Cục trưởng Cục Công an huyện Mộc Dương. Nói cách khác bây giờ Chu Hậu Sinh là thế thân cho vị trí của Thạch Trường Canh, tất nhiên vị trí bí thư tư pháp của Thạch Trường Canh cũng bị một người khác thay thế. Tuy Thạch Trường Canh mới trở lại huyện Mộc Dương được vài ngày nhưng cũng biết sơ lược tình huống, lại càng hiểu rõ tình huống của Chu Hậu Sinh. Đừng nhìn vào bộ dạng hào hoa phong nhã, khí chất nhã nhặn của Chu Hậu Sinh mà tưởng lầm, người này rất độc. Trước đó Thạch Trường Canh biết rõ Chu Hậu Sinh sẽ thay thế cho vị trí của mình bất cứ lúc nào nhưng không làm gì đối phương, đơn giản vì Chu Hậu Sinh làm việc có thủ đoạn, dù sao trước đó Thạch Trường Canh có thể chặn hỏng Chu Hậu Sinh, như vậy không bằng sử dụng người này để làm việc. Nhưng bây giờ Thạch Trường Canh đã là một người bình thường, mà Chu Hậu Sinh là Cục trưởng Cục Công an huyện, địa vị hai bên cách biệt một trời một vực. Thạch Trường Canh bụng bảo dạ biết rõ, dù Chu Hậu Sinh khách khí với mình nhưng trong lòng rõ ràng không quá quan tâm. Sau khi Thạch Trường Canh trở lại huyện Mộc Dương thì đây là lần đầu tiên Chu Hậu Sinh đến thăm hỏi, hơn nữa Thạch Trường Canh thấy điều này cũng chưa chắc là chuyện gì tốt. Cục trưởng Thanh, anh đã từng là cục trưởng Thạch, dù thế nào thì anh cũng là cục trưởng Thạch của tôi. Nụ cười của Chu Hậu Sinh vẫn rất sáng lạn. Nhưng cách xưng hô cục trưởng Chu của anh làm tôi không dám. Cục trưởng Chu cứ khiêm tốn, bây giờ anh là cục trưởng Cục Công an huyện Mộc Dương, sao lại không dám? Thạch Trường Canh dùng giọng không nhanh không chậm nói. Không biết Cục trưởng Chu đến chỗ tôi có gì cần căn dặn. Cục trưởng Thạch, tôi nào dám ra chỉ thị cho anh. Nụ cười trên mặt Chu Hậu Sinh chợt thu lại. Thật ra tôi đến đây cũng chỉ vì có một ý nguyện muốn nói với Cục trưởng Thạch, hy vọng Cục trưởng Thạch có thể cho tiểu lãng nhà chúng tôi một con đường sống. Vẻ mặt Thạch Trường Canh chợt biến đổi. Cục trưởng Chu, anh nói lời này có vẻ nghiêm trọng, tôi nghe sao không hiểu. Từ khi tôi về huyện Mộc Dương, tôi chưa từng thấy tiểu lãng nhà anh, lời này từ đâu đến? Cục trưởng Thạch, anh cần gì phải hồ đồ? Tiểu lãng bây giờ đang nằm trong bệnh viện, nếu cục trưởng Thạch không tin, sao không cùng tôi đi xem? Giọng điệu của Chu Hậu Sinh có vẻ hơi lạnh. Tôi chỉ có một đứa con trai, tôi nghĩ cục trưởng Thạch cũng hiểu sự coi trọng của tôi. Cục trưởng Chu, tôi thấy anh đã hiểu lầm, nếu con anh thật sự vào bệnh viện, chuyện này không liên quan gì đến tôi. Thạch Trường Canh lúc này đã hiểu, thì ra Chu Hậu Sinh đến đây để hung sư vấn tội. Cục trưởng Thạch, anh nói xem, Hạ Thiên đả thương tiểu lãng nhà tôi, điều này không có liên quan gì đến anh sao? Chu Hậu Sinh dùng giọng nhàn nhạt nói. Hạ Thiên sao? Thạch Trường Canh chợt sững sờ, hắn quay đầu nhìn Hạ Thiên, vì vậy mà có chút mê hoặc. Theo hắn được biết thì không phải Hạ Thiên vừa đến huyện Mộc Dương sao? Mới như vậy đã đánh người rồi à? À! Ông chính là cục trưởng Chu mà Trịnh Đông Thăng kia nhắc đến sao? Hạ Thiên nói một câu. Này, đứa con ngu như heo của ông là tôi đánh, Trịnh Đông Thăng ngu ngốc cũng bị tôi đánh, bây giờ ông đến tận cửa, có phải cũng muốn bị đòn không? Đám người Thạch Trường Canh nghe được những lời này của Hạ Thiên thì chợt ngây người, mà Chu Hậu Sinh thì cực kỳ tức giận. Cậu là Hạ Thiên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 940.